Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái bếp từ hàng của thương hiệu Philips, sản xuất ở Thái Lan nhé. Philips Made in Thái Lan các bác này. Đó. Chiều dài của nó thì sẽ là 39 cm và chiều rộng của nó thì vào khoảng là 29 cm. Một con bếp từ hàng của thương hiệu Philips cực kỳ chất lượng nha bác này. Made in Thái Lan. Kính cường lực dày 5 ly nhá, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một bếp từ như này các bác này. Có tặng kèm một cái nồi nhá, tặng kèm một cái nồi. Cái nồi này khi các bác nhận được hàng thì có thể nó bị bóp méo thì cái này hàng tặng thôi. Đó, lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. 350. Lên cho em là bếp từ Philips nhá, ghi giá lên luôn đi. Bếp từ Philips này. Philips giá của nó sẽ là bao nhiêu? 350 nghìn à? 350k nha, 350.000 cái bếp từ Philips như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái 66 nó bị hỏng luôn. Cái đồng hồ nhá, một cái đồng hồ treo tường như này. Con này thì đường kính của nó vào khoảng 20 cm thôi, vào khoảng 20 cm thôi nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 75.000, về nhà các bác lắp pin vào đây cho em là chạy là ok thôi. Đó, con này thì dùng nó rất là tiện ích luôn nhá. 75.000 cho một con đồng hồ như này, đường kính khoảng 20 cm, về nhà các bác treo tường, treo phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, nói chung là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các bác cần xem giờ treo hết vào cho em, rất tiện ích luôn, đầy đủ phòng bếp, phòng ăn, nhỏ gọn, tinh tế các bác nhá, rất đẹp luôn. 75k nha, lên cho em là đồng hồ treo tường 75k này. Đấy, 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ đúc ổ điện 3 tầng. Đấy, cái này bao nhiêu? Hả? 150k nhá, 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Đây đây. 150.000 cái ổ điện 3 tầng như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 này, 5 6, tức là có 4 mặt, 4 mặt mỗi mặt là 3 ổ, tổng là 12 ổ. Có đóng ngắt nhá, có công tắc đóng ngắt, có USB nhá, có chân USB như này. Đấy, giá là 150.000, con này thì các bác cắm đa di năng luôn, dây dài khoảng từ trên 1 mét nhá, trên 1 mét. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Có phải không? Vì kẹp quần áo. Vì kẹp quần áo nhá. Vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc. Vì kẹp quần áo này. Đấy, vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc. Giá sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một vỉ 20 chiếc như này. Đó, cái này thì các bác dùng để mình kẹp quần kẹp áo rất là tiện luôn. Đây. Đấy, kẹp như này các bác này. Đấy. 30.000 nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này là cái gì đây? Khăn rửa bát nhá. 10.000 ba cái nhá, 10.000 ba cái và 25.000 một chục à? 25.000 cho một chục cái như này, 25.000 cho một chục cái như này nhá. 10.000 ba cái, 25.000 một chục cái nhá. Các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ba cánh nhá. Đấy, cái bóng đèn ba cánh như này. Con này thì công suất của nó sẽ là 45W, bóng đèn ba cánh 45W như này. Và giá thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con bóng đèn ba cánh 45W như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Ba cánh 45W. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen sen quạt tăng áp này. Đấy, giá sẽ là 90.000 cái bộ sen quạt tăng áp như này. Bao gồm cho các bác là cả sen cả dây, không có giá đỡ nhá. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp nhá. Giá của nó sẽ là 90.000, bao gồm là cả lọc, lõi lọc này. Đấy, lõi lọc, một cánh quạt giúp tăng áp lực nước này. Đóng ngắt trên tay này. Đấy, có điều chỉnh ngoắt nghéo này. Đấy, có dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Giá cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ như này. Đấy, 90k trong cái bộ này các bác nhá. 90k. Đó. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít đen trợ lực này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 trong cái bộ vít đen trợ lực như này. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 cây vít. Đấy, có hai đầu và có trợ lực rất là tốt luôn. Đấy. Xoáy nhanh đảo chiều trợ lực luôn nhá. Xoáy nhanh đảo chiều trợ lực. Rất là ngon luôn. Đấy, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đấy, combo cho các bác một cái bộ như này. Giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này nhá. Lên cho là vít đen trợ lực, giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60.000 cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là tất cả các cái đầu vít, đầu mũi rồi máy khoan như này, có đảo chiều nhá. Đấy, có đảo chiều này, có cho các bác là cả xoay đảo hướng luôn nhá. Đấy, từ cái hình khẩu súng thì các bác lại xoáy ra thẳng được như này. Đấy, dùng rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đấy, có cả đầu mũi khoan mũi khiếc như này nhá, đầu mũi khoan, đầu vít này, rồi 30 đầu mũi vít như này các bác này. Các đầu như này đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ khoan mini như này nhá. Lên cho là khoan mini 180.000 nhá.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đèn, các bác lên trên là đèn dầu nhá, giá sẽ là 130.000. Về nhà thì các bác cho dầu vào đây là đốt thôi. Đấy, nâng cái này lên này, nâng cái này lên. Đấy, các bác vặn lẫy vặn liếc này, cho dầu cho điếc này. Nói chung là các bác có thể tùy chỉnh để mình sử dụng rất là tiện ích luôn nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy các bác nhấc cái này lên, châm vào đây này. Đấy. Rồi bấc có thể xoáy điều chỉnh tăng giảm bấc này, tăng giảm bấc ở đây này các bác này. Đấy. Rồi các bác châm dầu vào đây cho em, châm dầu vào đây cho em. Vừa để trang trí đề co, vừa để thắp ban thờ, thứ rất là đẹp luôn, 130.000. Đèn dầu 130.000. Các bác lên cho em là tất vỉ này, tất vỉ này. Đấy một vỉ này là 10 đôi, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy, màu đen rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Nike, giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Tất vỉ như này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi này, rất đẹp luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành cho bác luôn. Tất vỉ 10 đôi. Đó, hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, 90.000 một vỉ 10 đôi, mua một vỉ này dùng quanh năm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái ví thanh lý nhá. Ví thanh lý bên shop bán cho bác với giá đó là 40.000 cho một chiếc ví da bò thanh lý như này. Chất liệu 100% da bò tự nhiên. Giá thanh lý cho các bác chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một con ví da bò thanh lý như này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. 40.000 một chiếc nhá, có màu đen và màu nâu. Có màu đen và màu nâu như này. Nếu mà các bác lấy hai chiếc tính giá cho các bác 70.000. 70.000 cho hai cái ví. Giá cực rẻ luôn, 40.000 một chiếc. Ví da bò tự nhiên nhá, chất liệu ở đây của em là nó là hàng da bò 100% nhé, hàng da bò 100% bảo hành cho các bác luôn. Đây chất liệu da bò các bác này, về nhà các bác có thể đốt thoải mái luôn, cho các bác lấy bật lửa đốt thoải mái luôn nhé. Đấy, bật lửa đốt thoải mái luôn. Ví da bò 40k một chiếc nhá, 40k một chiếc đó, và 70k trên hai cái nhá, trên hai cái luôn, 70.000 hai chiếc, giá cực kỳ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo là cái bát úp mì nhá, bát úp mì 50.000 cho một con bát úp mì như này đó. 50k là cái bát úp mì như này nhá, cái này rất là tiện này. Các bác ăn mì này, ăn cơm này, rồi là nói chung là phở này, nắp rất là chặt luôn, nắp rất là khít luôn. Đó, nắp rất khít như này thì dùng cũng rất là tiện ích luôn. Bát úp mì nhá. Giá này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k trong con bát úp mì này, rất tiện ích luôn. Đấy, rất nhỏ gọn và tiện ích các bác này. Đó, 50.000 cho con bát úp mì như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Các mã hàng mới bên em tiếp tục về ngập kho để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Hàng của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ và công suất của nó sẽ là 1500W, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Rất là ngon cho các bác luôn. Đây. Đấy, khi các bác sử dụng thì xoáy cho em đồng thời cả hai nút nhá. Nút bên này nó sẽ là nhiệt độ, nút bên này là thời gian này, min max là nhiệt độ và thời gian. Đấy, về nhà các bác bóc cho em cái màng chống xước này ra. Đó, đây. Ở trong này của nó sẽ là một cái con mai so tỏa nhiệt như này. Thì nó giúp cho làm chín đồ ăn, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó, làm chín làm nóng các kiểu con là điều luôn. Điện 220V nhá, 1500W, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu, 10 lít cả vỏ các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Các bác lên cho em là nồi chiên không dầu nhá. Nồi chiên này, đấy. Nồi chiên không dầu. Không dầu. 10 lít cả vỏ nhá, 10 lít. 10 lít cả vỏ luôn, cả cái vỏ to này, cả cái vỏ này là 10 lít này. Còn nguyên cái phần để chiên này thì vào khoảng 4 lít này, 4 5 lít. Giá sẽ là 590.000. 590k và bao ship tận nhà cho các bác nhá. 590k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 590.000 thì các bác nồi chiên không dầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái sạc bình áp quy nhá. Đấy thì nó sẽ có hai dòng, một dòng em lên cho các bác cái mã sạc bình áp quy nhá. Có con là 12V và con này là 1224. Con 12V này thì nó sẽ là 8A và 4A này. 12V thì 8A và 24V là 4A, còn con này của nó thì nó sẽ là 12V 5A. Đấy, nôm na là như thế, còn tùy theo các bác nhu cầu các bác như nào các bác mua. Con này thì sẽ là 12 24 290k bao ship nhá, 290.000 bao ship. Đấy, còn con này thì sẽ là 12V 190k. Đấy. Tất cả thì đều có chức năng là khử sun phát này, chống đảo chiều, rồi nói chung là các kiểu con là điều luôn. Đấy, đây. Con này của nó sẽ là con 12 nguyên 12 này. Còn con 24, 12 24 thì nó sẽ to hơn một chút này. Đấy, nó to gần như gấp đôi luôn, gần như gấp đôi, dung lượng của nó lớn hơn. Đều là có khử sun phát, đảo chiều, đảo giấc các kiểu con là điều luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Bộ điều khiển từ xa. Cương ơi,
bộ điều khiển từ xa thì bên em có hai mẫu, một là mẫu cắm trực tiếp nhá. Đấy. Về nhà thì các bác có thể cắm thiết bị mình vào đây, sau đó thì dùng cái công tắc này chị em. Đấy trên cái bộ đấu nối. Đấy. Cắm trực tiếp thiết bị vào đây, sau đó thì mình điều khiển qua cái này cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Bộ này là bộ cắm trực tiếp nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái dòng đấu nối như này. Đấu nối này thì giá sẽ là 95.000, cũng có điều khiển từ xa nhưng mà về nhà thì các bác bắt buộc là mình phải đấu nối vào cho em nhá. Đấy, bắt buộc phải đấu nối này, có cái móc khóa này. Và về nhà thì các bác đấu nối vào cho em. Đấy, đầu vào đây, input vào này, vào này. Đấy, sau đó thì đầu ra này. Đấy. Thì đầu vào của thiết bị này, sau đó là ra thiết bị đây. Đấy, và con này cũng có điều khiển từ xa đây, có điều khiển từ xa đây các bác này. Đấy. Thì con này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen này, đấu nối màu đen. Giá sẽ là 95k nhá. 95k thì cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy. Còn bộ này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển cắm trực tiếp, giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000. Và bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, con này thì giá của nó sẽ cao hơn một chút nhưng mà rất là tiện dụng luôn. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt chống thấm nhá. Bắt đầu vào mùa mưa, mùa bão, mùa thấm rột rồi. Thì các bác dùng cái xịt này cho em rất là tiện này. Đấy. Trước khi dùng thì lắc đều lên cho em và cái phát nhấn đầu tiên là nhấn quan trọng thì các bác nhấp mạnh tay cho em một chút này. Đấy, đấy. Lắc đều lên cho em, sau nhấp mạnh tay một chút để cho nó ở cái đầu này thì nó hay bị tắc ở cái đầu này là do nó đang bị khô ở cái đầu này. Đấy, nó ở khô ở cái đầu này thì các bác cứ lắc đều lên cho em. Đấy. Lắc đều lên cho em, sau đó thì mình nhấp đều lên cho em. Đấy đây. Nếu mà các bác mà nó bị tắc nha thì các bác cứ nhấn lì để cho nó đẩy hết cái phần đặc ra. Đấy, đây. Bác thấy không? Đây. Đấy. Khi em xịt lên như này thì cái xịt lên như này thì khi mà các cái phần thấm rột này, đấy nó là dạng là nano các cái phân tử nano nó sẽ thấm vào các cái bề mặt mà bị lỗ bị thấm rột nhá. Đấy, và nó sẽ giúp cho các bác là bịt hết các cái phần bị thấm rột bị nứt nhá. Lên cho em là xịt chống thấm nhá. Đấy, bình xịt chống thấm giá sẽ là 45k trong bình xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá. Đấy. 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá, giá sẽ là 30k cho một hộp như này. Đấy. Con này thì các bác có thể diệt được hết các loại chuột luôn, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng là diệt được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy. Hàng thì hàng nó sẽ là hàng số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, bán trên toàn cầu luôn, bán trên toàn cầu luôn nhá. Đấy, thị phần số 1 của Thái Lan mà bán trên toàn cầu luôn, giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng nhá, hàng của Nhật. Con này thì dòng này thì cực kỳ xịn sò luôn. Dòng này thì giúp cho các bác là trị chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Thì nếu bác nào mà hay bị đau lợi, viêm lợi, chảy máu trên răng thì dùng cái này cho em. Rất là tiện luôn, một combo như này 6 chiếc, giá sẽ là 25k một trong một vỉ như này. 25.000 cho một vỉ này bao gồm 6 cái. Giá siêu rẻ luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, tính ra là 6, 4, 24 và có 4.000 thôi. Và có 4.000 cho một chiếc bàn chải như này. Mà hàng nội địa của Nhật, chống viêm nướu, lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá thanh lý cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 55.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy. Combo cho các bác là vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. Đấy, 30 lưỡi, một bàn cạo, một đây, một bàn cạo, một hộp kem như này. Một bàn cạo, một hộp kem và sẽ có cho bác là vào khoảng 30 cái lưỡi như này. 30 cái lưỡi, lưỡi là lưỡi kép nhá. Các bác dùng để mình cạo râu rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 55.000 thôi. Một bộ này thì của nó là thấp nhất là được 30 lưỡi, có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi nhá. Đấy, nhưng mà em cứ tính nôm na nó là 30 lưỡi thôi. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem này. Đấy. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 55k nhá, 55.000 đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đũa inox nhá. Đũa inox giá của nó sẽ là 55.000 cho một vỉ như này, bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5 đôi. Đấy, đũa inox 304, hàng thương hiệu Winling, hai hình người của Đức này. Đấy, lên cho em là đũa inox. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác nhá. Giá chỉ có cho các bác là tên mã giúp cho em đó là đũa inox này. Đấy. Đũa inox giá sẽ là 55k trên một vỉ như này nhá, 55.000 trên một vỉ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây sạc béo này. Dây sạc béo như này, giá của nó sẽ là 50.000 một dây. Ở đây thì nó sẽ có 3 đầu như này nhá, chiều dài khoảng 1 mét nhá.
chiều dài khoảng 1 mét, có 3 đầu này, Samsung Tai Chi đều được hết nhá. Hàng to, chống đứt này. Đấy, dẫn điện tốt này, cho nên là các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn, chống cháy nổ rất là tốt luôn. Tên mã giúp em đó là sạc béo. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 50.000 thôi. Sạc béo 50k một chiếc nhá, 50k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kính hàn nhá. Đấy, kính hàn. Giá sẽ là 100 lên cho bác cái mã kính hàn điện tử nhá, kính hàn điện tử đây. Đấy, thì các bác nào chuyên làm thợ hàn thì dùng con này cho em. Về nhà thì hàng mới tinh của Nhật này. Bóc cho em cái giấy bóng này ra này. Đấy, các bác bóc hết lột cho em cái giấy bóng này đi. Đó. Và đây thì nó sẽ là sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời, cho nên các bác yên tâm không cần phải sạc này. Đây nhá. Các bác dùng khi mà dùng bình thường thì nó sẽ là như này. Đấy, thì khi mà có ánh đèn mà chiếu vào ấy, có ánh đèn mà khi mà bị nó bị phản xạ ánh sáng nhá. Đấy các bác này. Đấy. Khi mà nó bị phản xạ ánh sáng thì nó sẽ che cho các bác nhá. Đấy. Nó sẽ che cho các bác luôn. Thì con này khi mà phản xạ ánh sáng thì nó sẽ tối đi nhá. Đấy. Khi mà các bác hàn ấy thì cái tia hàn của mình nó sẽ giúp cho các bác là tối đi. Đấy. Cái tia hàn nó nhấp nháy là nó sẽ giúp cho các bác là che tối đi. Bỏ ra thì nó lại sáng, nôm na nó là như thế nhá. Nên mã giúp cho em đó là kính hàn điện tử này. Đấy, có dây đeo riết đàng hoàng. Giá thì đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 140.000 cho con kính hàn điện tử này thôi. Lên cho em là kính hàn điện tử, giá sẽ là 140k nhá. 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn năng lượng 3 cánh nhá, giá sẽ là 190.000. Đó. 190.000 cho một con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy. Ở đây thì sẽ là bao gồm là vít này, điều khiển này, một pin năng lượng này và một đèn thế này. Đấy. Con này thì ban đêm thì khi mà các bác cắm vào trong cái tấm pin thì ban đêm là nó sẽ sáng nhá. Đấy, ban ngày nó sẽ tắt. Đấy. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là khá là sáng luôn. Thì rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, có thể xoay đảo chiều như này. Đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Con này thì khi các bác dùng thì nó khá là tiện ích và vừa vặn. Đấy, có tấm pin năng lượng các bác cắm vào, có điều khiển điện trước đàng hoàng, đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho bác luôn, 190.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cước câu các bác này. Đây, cước câu đây. Đấy. Các bác lên cho em là cước câu nhá. Đấy, con này thì một quận như này. Chiều dài của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, khá là nhiều luôn. Cước này là cước 3 ly nhá, cước 3 ly, rất là dài luôn các bác này. Đấy. Cước siêu dài luôn các bạn. Đấy, siêu dài luôn, cá to cá nhỏ chơi được hết nhá. Lên cho em là cước 3 ly nhá, cước 3 ly. Giá thì lên cho em là cước câu giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cho một cái quận cước câu như này thôi. Nói chung là thoải mái luôn. Về nhà các bác sử dụng thoải mái luôn, không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả. Một quận như này thì nói chung là dùng thì có mà dùng cả đời luôn các bạn, nhiều lắm. Đấy, lên cho em là cước câu, giá của nó sẽ là 20k cho một quận cước câu như này nhá. 20.000 cho một quận cước câu như này. Ừ, ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì em có một số mã thanh lý gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là cái đồng hồ nó bị bong dây như này các bác này. Đấy. Đây. Hàng thì vẫn chạy bình thường nhá. Hàng vẫn chạy bình thường, nó bị bong dây như này. Về nhà các bác ra ngoài thợ các bác lắp vào cho em là xong. Con này em đang bán là 150.000. Thanh lý cho các bác với giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ bong dây 50.000 các bác này. Đấy. Ngoài ra thì đây một con nữa này. Con này thì chắc là nó hết pin thôi. Thì về nhà các bác thay pin vào cho em. Đó, thay pin vào cho em. Nó hết pin, về nhà các bác thay pin vào cho em nhá. Con này cũng bán 50.000 luôn. Về nhà các bác tự thay pin nhá. Em lười em không thay pin. Đó, có hai mã đồng hồ này. Ngoài ra thì bên shop có một con đồng hồ cơ này. Con đồng hồ cơ này rất là ngon, em đang bán là 500 mà không biết là nó lỗi ở đâu. Đấy thì con này cũng thanh lý cho các bác với giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho con đồng hồ cơ như này. Đấy, đồng hồ cơ, giá thanh lý 100.000, về nhà các bác cứ ra thợ họ sửa cho. Tiếp theo là cái cắt băng dính nhá. Cái này thì các bác đặt cái này ra này, lắp quận băng dính vào đây cho em, sau đó thì mình cắt. Đấy, cái này là nó sẽ là cắt cái băng dính thế hệ mới, cắt rất là ngon luôn. Đấy, con này thì em cũng thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k nhá. 30k cho cái cắt băng dính như này, 30.000. Tiếp theo thì em có 4 con điện thoại này, 4 con điện thoại như này. Thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 một con nhá, 10.000 một con. Đây. Hàng như hiện trạng như này, thanh lý 10.000 một con. Đấy, 10.000 một con. Các bác cứ mua về sửa. Sửa được thì sửa nhá. Các bác ra thợ sửa. Đó, cái này thì nó chỉ có máy không như này thôi, máy không như này thôi nhá các bác nhá. 10.000 một con. Tiếp theo thì cái hũ gia vị này. Hũ gia vị thanh lý cho bác với giá đó là 5k nhá. 5k cho cái hũ gia vị như này. Các bác chỉ về chỉ mở nắp ra cho gia vị vào đây, cho gia vị vào đây. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh nhá. Hũ gia vị 5k. Đấy, đây, xoay đi này.
gia vị 5.000. Các bác về các bác tra tiêu điều vào đây. Đấy. À, cái đuôi có công tắc như này, cũng 5k luôn. 5k thì cái đuôi có công tắc như này nhá, 5.000. Tiếp theo là cái máy lắp và cái máy massage chân ấy, massage cánh bướm cũng bán cho các bác với giá đó là 5k. 5k cho một cái như này nhá. 5k cho một cái máy như này. Đấy, 5.000 một cái. Về nhà các bác sạc pin rồi mình sửa chữa. Tiếp theo là cái bộ lưỡi kem nhá. Thì cái này nguyên lưỡi không thôi. Thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 nhá. 10.000 chỗ này thì nó phải được mấy chục lưỡi luôn. Đấy, 10k. Thanh lý 10k các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì một cái quạt phun sương nhá. Quạt phun sương cái này thì nó lỗi ở đâu thì em không biết đâu. Đây cái này ví dụ cái này nó bong dây thì về nhà các bác đấu dây vào này. Đấy, hai cái nó đều bị bong cánh quạt rồi. Thanh lý cho các bác với giá đó là 30k nhá. Về nhà các bác tự chế cháo 30.000 cái quạt phun sương như này. Đó. Phương ơi. Tiếp theo thì em có hai cái cục pin của áo điều hòa hàng của Nhật nhá. Hàng này thì nó bị lỗi mà không biết lỗi ở đâu thì về nhà các bác có thể mua về để mình chế cháo hoặc đóng pin đóng biết tùy. Bán cho các bác 20k cho một quả như này. 20.000 cho một quả như này nhá. Bác nào có áo điều hòa thì mình mua về mình chế cháo nhá. Đó. Tiếp theo thì em có một con sạc dự phòng, con này còn ngon nguyên nhá. Đấy, còn ngon nguyên. Hàng nội địa của Nhật, 10.000 mAh. Đấy, hàng con này hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam, made in Việt Nam đây. Con này em bán cho bác với giá đó là 50k nhá, 50k. Con này thì hàng vẫn dùng ngon nhá, có thể sạc được từ 2 đến 3 cái điện thoại liên tục nếu đầy pin nhá. Đó, hàng vẫn dùng ngon. Thanh lý cho bác với giá đó là 50.000, sạc dự phòng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo khui bia nhá. Kéo khui bia thì em về lô này nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đỏ và màu trắng như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, lên cho em là kéo khui bia. Giá thì sẽ là 70.000 cho một con kéo khui bia như này. Đó, hàng siêu dày luôn. Hàng rất dày các bạn, thép SK5 của Nhật này. Đấy, có chức năng là khui bia này, cắt gà, cắt cá này, kẹp cua kẹo mở nếp chai đầy đủ cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn, dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy, rất là dày các bạn này. Kéo rất dày luôn. Giá thì sẽ là 70k nhá, kéo khui bia 70.000. Kéo bếp vàng thì bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Kéo bếp vàng như này. Hàng của Nhật này. Đấy, hàng của Nhật. Đấy, cũng rất là ngon luôn. 30.000 một chiếc, Japan nhá. Đó. Bán lẻ sẽ là 30.000. Mua số lượng thì sẽ là 100.000 bốn chiếc. Đấy, bán lẻ sẽ là 30k một cái nhá. Đấy, 30k một cái và 100.000 bốn cái. 30k kéo bếp vàng 30k trên một chiếc nhá. Đấy, 100k này. Đấy, trên bốn cái luôn, 100k trên bốn cái. Giá thanh lý cho bác luôn. Tiếp theo thì cái dây tắm này. Đấy, dây này các bác dùng để tắm kỳ cọ này. Giá sẽ là 15k. 15k nhá. 15k trong cái dây tắm như này. Đấy. Cái này thì rất là tiện thôi. Các bác cho xà bông tắm các thứ vào đây, sau đó thì mình kỳ cọ này. Đấy, rất sạch sẽ luôn nhá. Chân tay rồi nói chung là đa di năng luôn. 15k. Đấy, chân tay đây các bác, ví dụ chân thì các bác kỳ như này này. Đấy. Rồi nói chung là chân này. Đấy, nói chung là đa di năng này, lưng, cổ, vai gái đều được hết. 15.000 những cái dây tắm như này. Tiếp theo thì Phương ơi. Em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đuôi nhá. Đấy. Lấy cho anh một cái đuôi ấy ra đây. Ừ. Cái đuôi đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Con đuôi này thì nó sẽ có một chân xoáy thôi. Đấy, có một chân xoáy cho nên em gọi nó là đuôi một chân xoáy như này. Đấy, và có người đi qua thì nó sẽ cảm biến sáng tối cho các bác luôn, và có chế độ điều chỉnh ở đây. Đó. Dòng lên dây. Con này thì giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng. Đuôi đèn cảm ứng một chân. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Còn con này thì nó sẽ là dòng hai chân luôn. Hai chân như này. Đấy, hai chân thì gọi là hai chân thôi nhưng mà nó là các bác lên cho em là con này là đuôi cảm ứng xoáy trực tiếp. Đấy, con này nó sẽ xoáy trực tiếp luôn, về nhà các bác không cần phải đấu dây. Đấy. Như con này thì các bác vẫn phải đấu dây, nó hơi phức tạp. Về nhà các bác phải đấu dây vào. Đấy, còn ví dụ như con này là các bác về nhà thì cắm sang bên này. Về nhà thì khi mà các bác đã có cái đuôi sẵn như này rồi nhá, các bác chỉ cần xoáy cái đuôi này vào cho em này. Xoáy cái đuôi này vào. Đó. Sau đó xoáy bóng vào đằng trước này thì các bác bỏ cái quả bóng cũ ra, bỏ quả bóng cũ ra và xoáy vào cái này và cái đuôi cũ của các bác, sau đó xoáy bóng vào cái đuôi mới của em là xong. Đó. Thì các bác lên cho em là đuôi xoáy trực tiếp nhá, đuôi xoáy trực tiếp, giá sẽ là 60k. Đấy, đuôi hai chân xoáy trực tiếp này. Đấy. Đuôi hai chân nhá. Cái này nó sẽ là hai chân xoáy trực tiếp. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k nhá, 60.000, đều là cảm ứng chuyển động hết nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay khô nhá, máy xay khô. Con này thì công suất của nó sẽ là 1 đây.
Một con máy như này là 250W, điện 220V. Đấy. Các bác dùng thì rất là thích luôn. Chỉ việc là cắm điện vào cho em này, cắm điện vào này. Đó, sau đó thì nhấp này là nó chạy này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác nghe tiếng máy kêu chưa? Máy chạy rất là khỏe luôn. Đó. Các bác dùng để xay đỗ, xay lạc, xay tiêu, xay điều, cà phê, ngũ cốc đều được hết nhá. Giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Máy xay khô 120k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái máy đuổi chuột nhá. Đấy, con này thì sẽ là máy đuổi chuột. Giá sẽ là 35.000, 35k cho con máy đuổi chuột như này. Con này dùng rất là nhạy luôn, chuột, côn trùng, kiến gián đuổi được hết các bác nhá. Chuột, côn trùng, kiến gián. Về nhà chỉ việc cắm vào nguồn điện là xong. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái này là nó sẽ là miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó là 50 miếng, giá chỉ có 40k thôi, bằng một bát phở thôi nhưng mà dùng cực kỳ tiện ích luôn. Đấy, người lớn, trẻ, nhỏ, người già dùng nó hết nhá. Ban đêm trước khi đi ngủ thì các bác bóc ra, sau đó thì mình dán vào cái gan bàn chân cho em. Đấy, rất là tốt luôn nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái đèn 8 cánh này. Bóng đèn 8 cánh như này, con này thì siêu sáng luôn. Đó, bóng đèn 8 cánh siêu sáng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đây. Đấy. Sáng lắm các bạn. Đấy, đèn 8 cánh siêu sáng luôn. Đấy, các bác thấy không? Sáng rực rỡ luôn. Đó. Công suất của nó là 200W nhá. 200W điện 220V, đèn 8 cánh. Lên trên là đèn 8 cánh có thể gấp gọn vào như này. Đó, bóng đèn 8 cánh. Con này giá của nó sẽ là 190k nhá, 190.000. 190k cho con bóng đèn 8 cánh như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái đèn 5 cánh nhá. Đấy. Đây. Con này nó sẽ là con 5 cánh này. Con 5 cánh này cũng rất là sáng luôn. Đó, đây. 5 cánh như này, rất sáng luôn. Đây con này. Con này rất sáng luôn, đây em đang thắp cho các bác xem này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy, sáng trưng luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Đó, cho em xin một nút like để lấy tương tác và đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây. Nó có cái lẫy khóa ở đây này, các bác gạt cho em cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được nhá. Đó, có cái lẫy khóa ở đây. Các bác phải gạt cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được này. Đẩy cái lẫy khóa lên cho em này. Đó, đây. Có thấy không? Đó. Và cái phần này là tăng giảm lượng ga này, tăng giảm lượng ga đây, lẫy khóa đây. Đấy, ấn cái lẫy khóa này xuống này. Đó. Đây. Giá thì sẽ là 40k nhá. 40k lên cho em là bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k cho con bật lửa cây như này, 40.000 các bác nhá. Bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt 1 cân này, 230.000. Bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Dao chặt 1 cân nhá, 230k. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan con này. Bản dày 5 ly. Đấy, cán liền thân, có ốp đinh đồng như này, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Chiều dài của lưỡi thì khoảng 23 cm, tổng chiều dài của dao thì trên 30 cm. Con này thì chặt xương trâu, xương bò, gà, cá đều ok hết nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi. Cái này là cái gì? Các bác lên cho em là chổi sắt bao nhiêu đây? Các bác lên cho em là chổi thép, giá của nó sẽ là 20k nhá. Đấy, lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20k này, cái chổi thép như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20-25 cm. Các bác có thể dùng để đánh kỳ cọ, son, nồi, rồi vệ sinh các cái phần bề mặt đều ok hết nhá. Đầu của nó bằng thép như này. Đấy, và rất là nhiều các cái sợi thép như này nhá. 20.000 thôi. Lên cho em là chổi thép 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là con dao thái lỗ nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật này, made in Japan này. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Chiều dài của dao thì cũng vào khoảng là 28-30 cm. Đấy, và hàng cũng là hàng đúc liền thân như này, đánh nhám chống dính nhá. Đấy, con này thì siêu bén luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức như này. Đó. Đây. Dao thái của Nhật các bạn, con này thì là nó sẽ là dao thái của Nhật các bạn này. Đấy. Hàng của thương hiệu Kai Made in Japan con này. Đó, Kai Made in Japan đây. Con này thì các bác lên cho em là dao dao thái Nhật nhá. Dao thái Nhật giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con dao thái Nhật như này các bạn này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có còn cho các bác cái con dao đó là con dao gọt hai nhá. Con này thì bên em lên nó là dao gọt hai. Nó cũng giống như con dao thái Nhật thôi. Đấy, con này thì cũng là hàng của Nhật và của thương hiệu Wabo. Hàng thì những cái dòng dao gọt này thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dao gọt này thì nó là dòng siêu bén rồi các bác nhá. Đấy, siêu bén các bác này. Đó. Lên cho em là dao gọt 2, con này thì giá thanh lý cho các bác với giá đó là 60k nhá. Lên cho em là dao gọt 2, 60.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, nó là khóa Đức nhá. Một cái bộ khóa Đức như này bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn, 4 chìa như này và chìa tròn chống cắt chống trộm. Giá sẽ là 130k nhá. Lên cho em là khóa Đức 130.000, hàng made in Germany. Đấy, khóa Đức 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ có còi hú luôn. Đấy, khóa còi hú chống trộm. Và con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con khóa còi hú chống trộm như này. Đấy, có còi hú chống trộm luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là hai cái khò ga nhá. Thì cái khò ga trắng này giá của nó sẽ là 50k, 50k cho con khò ga trắng như này. Đấy, còn con khò ga đại hàng của Kabushi Made in Japan thì con này sẽ là 90k nhá. 90 thôi. Giá đợt này thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi nhá. Đấy, trước em bán 120.000, đợt này giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khò ga đại nhá. Khò ga đại 90.000, khò ga trắng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá. Các bác lên cho em là nạo lưỡi này. Con này giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 15.000 thôi. 15k cho một cái bộ nạo lưỡi như này. Chất liệu bằng inox 304, dày đẹp chắc chắn, sáng bóng đẹp, các bác dùng để vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi rất là ok. Đấy, các bác đưa vào các bác nạo này cho em này. Đấy, nạo này cho em. Lên cho em là nạo lưỡi nhá, giá thanh lý 15k. 15k cho cái nạo lưỡi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lấy dây tai bằng lấy dây tai đèn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai như này. Và đầy đủ phụ kiện cho các bác nhé, có pin, có đèn báo, các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà thì các bác lắp pin nó biết vào đây cho em. Đó, và đây nó sẽ là các cái đầu lấy dây tai này. Đấy, đầu này thì đầu gấp và có đèn luôn. Đây, cái đầu gấp của nó này. Đấy, có đèn báo hết các bác nhá. Đây, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn. Thì các bác đưa vào các bác gấp cho người già trẻ em này. Đấy. Thì đây ví dụ như đây nó sẽ có đèn sáng như này này. Thì khi các bác tương tác, các bác làm nó rất là tiện luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Lên cho em là lấy dây tai đèn, giá của nó sẽ là 60k cho một bộ như này nhá. Đấy. Dây tai đèn này, đó, dây tai đèn. Dây tai đèn nhá. Giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Tiếp theo thì lên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao đây, nó sẽ là một con dao thái như này. Đấy, con dao thái. Dao thái nhọn nhá. Đấy. Con dao thái nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này. Con này thì cũng khá là bén luôn, rất là bén các bạn. Hàng của thương hiệu Wattbo nhá. Hàng thương hiệu Wattbo rất bén luôn các bạn này. Đó. Bén lắm các bạn. Đấy, dọc dây bóng như này các bác biết rồi. Con thái nhọn, giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này, chiều dài khoảng 30 cm. Lên cho em là dao thái nhọn nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao thái vuông nhá. Đấy. Đây, thì nó sẽ là vuông hơn một chút, còn con kia nó nhọn hoắt, còn con này nó vuông hơn một chút như này. Đấy. Thì con này sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Nếu các bác mua cả đôi thì giá sẽ là 350 nhá. 350 và bên em bao ship cho một đôi dao. Đó, một con thì đầu nó hơi nhọn hơn một chút và một con đầu vuông nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt tôn nhá. Kéo cắt tôn. Đấy, kéo tôn trợ lực, con này thì nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này. Bó vào luôn. Đấy, nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này, rất là ngon lành cho các bác luôn. Kéo tôn nhá, kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160.000. 160k nhá. 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng búa đinh nhá, búa đinh. Thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, búa A1 và A2. Đấy, búa A1 và A2 các bác nhá. Đó. Sẽ có hai mẫu như này. Đó, đây các bác này nhá. Đó. A1 to và A1 nhỏ và A2 là to nhá. A1 nhỏ thì giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con A1 nhỏ như này. Con này thì nặng khoảng 3 lạng nhá. Đó, 3 lạng và chiều dài của nó thì khoảng 25 cm. Còn con này thì nặng khoảng 5 6 lạng. Đấy, con này thì sẽ là 130k nhá, 130k. Đấy, con này sẽ là A2 nhá. Con này là A2 này. A1 nhỏ, A2 to. Đấy. Con A1 này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. A1 nhỏ 90.000, A2 to 130.000 nhá. A2 to 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọc rác inox, con này sẽ là 15k nhá. 15k cho cái lọc rác inox như này. Các bác đặt cái phần chậu rửa ấy thì nó sẽ hứng cho các bác sạch bẩn rác rồi cơm nước các thứ nó lọt trong đây là nó hứng cho các bác luôn, rất tiện ích nhá. Đấy, giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì sẽ là một con cưa lách này. Con cưa lách này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho con cưa lách như này. Hàng thương hiệu Kabushi Japan. Phần lưỡi của nó dài khoảng 25 cm, cả cưa thì nó sẽ dài khoảng là từ 35 đến 40 cm. Đó, cưa lách giá sẽ là 40k cho con cưa lách như này nhá, 40.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hít cửa nhá. Đấy, con này thì vừa hít vừa chống sốc luôn. Đó, thì nó sẽ hít vào tường gạch men là nó sẽ hít vào luôn này. Thứ hai là chống sốc, các bác có đẩy cửa để kiếc nó khỏi kêu nhá.
15k cho một chiếc như này và mua 5 thì tặng 1 nhá. 15.000 cho một cái hít cửa như này, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, kìm nước như này. Độ mở của nó là lên tới 68mm nhá, gần 7 cm. Thì các bác dùng các cái loại ống nước là đều ok hết nhá. Các ống nước cơ bản thì cũng chỉ đến 68 70 thôi, ống 68 ống 70 thôi. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một con kìm. Con này bên em đang bán là 80.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55k thôi. Lên cho em là cà lê nước nhá. Cà lê nước chuyên dùng cho đồ nước, giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho con cà lê nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Dây câu bình như này. Hàng rất to đẹp luôn, đầu kết nối vào đều bằng đồng hết nhá. Dây lõi đồng, đầu kết nối bằng đồng. Giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho bộ dây câu bình như này nhá. Đấy, 2000 mAh. Lên cho em là dây câu bình, dây lõi đồng hết. Dây câu bình 180k các bác để vào trong ô tô nhà mình. Ví dụ như ô tô có trục trặc này, có hết pin hết điện thì bình sạc không được, thì các bác sử dụng con này cho em, sau đó thì câu từ cái ô tô khác sang, gọi một cái ô tô khác đến và câu sang là xong. Giá sẽ là 180.000 các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kìm các bác này. Đấy, cái bộ kìm thì đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là kìm đen. Đấy, kìm con này thì trước nó về màu đỏ như này. Đấy, cho nên bên em lên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ nhưng mà đợt này thì nó về thêm cả cái màu xám này nữa này. Đó. Màu xám này nữa. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 tròn này. 100k cho con kìm đen à, kìm đỏ này nhá. Đấy. Em gọi nó là kìm đỏ, trước em vẫn lên là kìm đỏ rồi. Lên cho em là kìm đỏ 100k nhá, kìm đỏ 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là bao nhiêu? Trước bên em bán là 50.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này, bao gồm 10 chiếc. Đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 40.000 thôi. 10 chiếc như này. Đấy, 10 chiếc xiên hoa quả như này. Các bác dùng để mình xiên hoa quả rồi, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là xiên hoa quả. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái bộ như này, bao gồm 10 chiếc. Thì về các bác có thể dùng để mình ăn hoa quả, ăn trái cây rồi, nói chung là xiên thịt, xiên cá cũng đều ok hết nhá. Xiên hoa quả giá sẽ là 40.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm bạc FO nhá. Kìm bạc FO giá sẽ là 180.000 cho con kìm bạc FO như này. 180k nhá. 180k cho con kìm bạc FO. Hàng đa di năng luôn. Hai con này thì đều là giống nhau nhá. Hai con này đều là giống nhau. Đấy, nhưng mà chất lượng thép nó tốt hơn thì giá nó sẽ đắt hơn một chút nhá. Đó. Và con kìm bạc này thì nó sẽ dài hơn một chút. Đó, dài hơn một chút thôi, chứ còn đều là hàng đa chức năng hết. Cắt dây, tuốt dây, bấm cốt đầy đủ nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là xi đánh giày nhá. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp xi đánh giày như này, có màu đen và màu nâu nhá. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, đây là cái phần cái bông này, còn đây là phần xi ở dưới này thì các bác xoáy ra cho em. Sau đó thì mình đánh trực tiếp lên giày thôi. Đấy, rất là tốt luôn. 40.000 cho cái hộp xi đánh giày như này, có hai màu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm tuốt dây đa năng nhá. Kìm tuốt dây đa năng, hàng của thương hiệu Fuka Japan này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con kìm tuốt dây đa năng như này. Đấy, đây nó sẽ làm con kìm siêu tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt này, rồi cắt dây làm 4, cắt dây làm đôi đều ok hết nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý cho bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm xanh nhá, kìm xanh như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác bấm linh kiện này, bấm móng tay này, bấm khóe móng tay, móng chân, bấm linh kiện này, rồi là cắt dây, cắt giếc đều ok hết nhá. Giá sẽ là 20k nhá, 20.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. Lên cho em là kìm bấm linh kiện hoặc kìm xanh nhá. Kìm xanh giá của nó sẽ là 20.000, 20.000 cho con kìm xanh này thôi. Tiếp theo em lên cho bác cái khò ga bằng đồng nhá. Nó sẽ là khò ga bằng đồng đúc như này. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho cái khò ga đồng đúc như này. Đấy, đồng đúc nguyên khối, có điều chỉnh ga, điều chỉnh gió. Con này thì nó sẽ không có gì nhá, không có gọi là không có đánh lửa tự động, về nhà các bác phải tự mồi nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái gọt dứa này. Đấy, gọt dứa thông minh thì các bác chỉ cần là gọt sạch vùng quanh đi, sau đó lấy cái này đẩy đi là được thôi. Gọt dứa thông minh, giá thanh lý cho bác cái giá đó là 10k cho mấy gọt dứa thông minh này nhá. 10k gọt dứa thông minh, giá sẽ là 10.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm chết hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ, USA như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ nhá. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Đấy, kìm chết Mỹ 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái keo
vá tường nhá, giá sẽ là 40k một hộp này. Đấy, các bác mở ra cho em này. Sau đó thì các cái phần tường bị thấm rột, bị nứt, bị bong chốc, các bác bóc vào cho em. Sau đó thì mình phủ lên các bề mặt của nó là ok. 40.000 cho một lọ keo vá tường như này. Đấy, nó sẽ thuộc dạng keo trắng, cực kỳ bền và dùng rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá. Kéo tỉa thì bên shop có hai mẫu. Đấy, một mẫu thì chiều dài của nó là 20cm và một mẫu là chiều dài là 25cm nhá, 25cm. Đấy thì sẽ có hai mẫu cơ bản như này. Và con mẫu 20cm này thì giá sẽ là 40.000 nhá, 40k. Đấy, hỏi anh thì xem đúng không? 40.000 cho con 20cm như này. Còn con 25cm thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá, 55k. Đó thì có hai mẫu. Con này thì giá chiều dài của nó thì dài hơn một chút cho nên sẽ đắt hơn một chút là 55.000. Còn con này thì nó ngắn hơn một chút thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, hai mẫu kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Kéo cành đúc, con này thì giá sẽ là 120.000 nhá. Hàng của Nhật made in Japan, hàng bãi Nhật này, hơi có dấu hiệu gì xét một chút. Về nhà các bác vệ sinh đi là ngon luôn. Made in Japan nhá. Đó. Con này thì hàng đúc liền thân như này. Các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt cối, tỉa răm, rồi nói chung là làm vườn, làm cây cối, cây cảnh đều ok hết nhá. Lên cho em là kéo cành đúc, giá sẽ là 120.000 nhá. 120k cho con kéo cành đúc như này, 120.000. Lên cho em là kéo cành đúc 120k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt hơi nhá. Đấy, xịt hơi như này thì về nhà các bác lắp vào bình hơi. Đấy, van viếc đều bằng đồng hết này. Về nhà các bác lắp vào cái bình hơi ấy để mình xịt cho em. Đó, giá sẽ là 80k cho cái xịt hơi như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt hơi, giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, vòi xịt hơi 80k, hàng nội địa của Nhật nhá, Japan luôn. Đó, 80.000 cái vòi xịt hơi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng keo nến nhá. Súng keo nến. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi súng keo nến là bao nhiêu? 40.000 thôi. 40k cho cái súng keo nến như này nhá. Giá sẽ là 40k cho một em súng keo nến như này. Đấy, về nhà các bác mua keo nến các bác đút vào đây cho em. Đó, có công tắc tắt bật này. Đấy, dùng keo nến cho nước là dùng con này rất là ok luôn. Giá thì chỉ có 40k cho cái súng keo nến như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm nhọn nhá. Đấy, nó sẽ làm con kìm nhọn như này. Thì các bác dùng để mình xoắn dây này, rồi là làm vườn này, hoặc là gọi là đa di năng được luôn. Hàng của Nhật Japan này các bác này. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k thôi. Giá sẽ là 40k cho một con kìm nhọn như này. Lên cho em là kìm nhọn, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ vàng nhá. Giá sẽ là 45.000 cho cái ổ vàng như này, 45k. Con này thì chống va đập các kiểu con đại điểu luôn. Đó, lá đồng bên trong hết nhá. Đấy, 45.000 cho cái ổ vàng như này, có 5 chân cắm nhá, 5 chân cắm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Đấy, chống giật bình nóng lạnh thì con này của nó sẽ là dòng cách điện để chống giật rất là tốt luôn. Kết nối đều bằng đồng hết như này, các bác chỉ cần lắp qua hai cái đường dây ống nước cho em. Giá sẽ là lên em là chống giật nóng lạnh nhá, giá sẽ là 40k trên một chiếc. Và các bác mua thì bắt buộc là mình phải mua cả đôi nó mới hiệu quả. Đấy, lấy cho em một đôi thì các bác lắp vào cái dây cấp nước của bình, đầu dây nóng và dây lạnh luôn, 40k có nhá, 40k một chiếc như này. Đó rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số các mã hàng của bên em mới về, ở bên shop rất nhiều mã hàng mới về trong ngày hôm nay để lên video trân trọng gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái chổi tách nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em là chổi tách nước nhá. Đấy. Hoặc là lên cho em là chổi lau nhà K9 nhá. Con này nó có mã là K9. Đấy. Con này thì nó tách nước luôn. Đó, đây là cái phần xoáy của nó này. Thì nó có đầu sẵn như này rồi, các bác về chỉ việc là kết nối vào cho em là xong thôi. Đây, kết nối vào đây. Đấy, các bác cứ kết nối đúng đầu cho em là ok thôi. Đấy, nó có đầu xoáy như này. Bây giờ các bác kết nối vào cho em. Đây. Cái này thì nó sẽ là lắp vào cái đầu này. Đây, khi về thì các bác rút cái này cho em, cái này nó còn một khấc nữa tầm 20cm, các bác rút ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình sẽ xoáy cái phần đầu cán là vào cái phần cao này. Đấy. Tiếp theo thì cái nửa dưới này nó sẽ có gen ở đây. Các bác xoáy cho em cái gen vào đây này. Đấy. Cái này là phần gen bắt này. Đây. Các bác xoáy cái gen này vào đây cho em. Đây. Đây nó sẽ có cái gen này. Các bác xoáy cái gen này vào đây. Đó.
Đây nha các bác, xoáy cho em cái đầu này vào đây này. Đấy, cái đầu này là cái đầu phần thấp nhất này, thì xoáy vào đây chị ạ. Xoáy vào đây cho em này. Đấy, còn đây là cái phần để các bác đưa lên đưa xuống mình vắt này. Đấy, nó sẽ vắt đảo chiều ly tâm như này. Và đây là các cái phần khúc nối thì các bác cho vào mình nối vào cho em. Đây. Đấy, cái này thì cắm vào đây. Cái này thì mình cắm vào cái nối vào cái này cho em này. Đó. Cái này là cái hệ thống của nó là tách nước tự động nha các bác, chỉ cần cho nước vào dưới này. Đấy. Vắt, khi vắt thì các bác đặt vào đúng tâm như này. Đấy là nó sẽ vắt cho các bác sạch luôn. Đó, đây. Đấy, và nó dạt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy các bác nhá. Đó. Dạt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ. Đó, gọi là tách nước tự động. Thì lên cho em là chổi tách nước. Giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, cái phần bàn lau của nó rất cứng cáp luôn này. Đấy. Có xoay đảo chiều hết nhá. Đấy. Có xoay, có đảo chiều như này thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đấy. Có xoay 360 độ có đảo chiều luôn. Đấy. Và khi mà cho vào xoay thì là nó sẽ xoay cái bàn này. Xoay cái bàn này. Đấy, và nó sẽ giặt ở đây luôn. Đấy, kết hợp giặt ở đây. Đấy, nó sẽ tạo sạch luôn và nước bẩn thì nó sẽ rơi xuống đây. Đó, nước bẩn nó sẽ rơi xuống đây. Thì nó rất là tiện, nó gọi là chổi tách nước nhá. Và các bác không cần phải đổ, các bác chỉ cần là mang ra ngoài. Sau đó thì xoáy cái van này ra, xả đi cho em là xong. Xoáy cái van này ra, xả đi. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Có quai sách như này nhá, có quai sách như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác nhá. Đấy, khi vắt thì mình lừa nó vào đây này. Đấy. Đây. Các bác cho nó ăn vào cái tâm của nó này. Cho nó ăn vào cái tâm của nó. Sau đó thì mình đẩy cái này xuống này. Đấy, nó vắt rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Rút lên rút xuống, xoay rất là ngon luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Lên cho em là chổi tách nước 180.000 các bác nhá. Lắp vào thì nó khá là dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3. Đấy, tầm khoảng 1m3 các bác nhá. Tầm khoảng 1m3. 1m2 1m3 thoải mái cho các bác sử dụng. Màu sắc đẹp. Đấy, lau rất là ngon luôn nhá. Lau rất là ngon luôn. Lên cho em là chổi tách nước này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã chổi. Đó là cái chổi cái này là gì? Các bác lên xem là chổi lau nhà nhá. Con này thì bỏ anh đi biển ra đây. Chổi lau nhà, con này thì nó cũng lắp đặt như vậy thôi. Và con này thì nó sẽ có hai phần vắt riêng. Đấy. Hai phần vắt riêng. Đây. Đấy. Hai phần vắt như này. Hai cái vắt như này thì là các bác muốn dùng cái nào thì dùng. Một cái là bông mịn như này. Đấy, hai cái mẫu bông như này. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em xong. Đây, lắp vào đây. Đấy, lắp vào cái phần này. Nó có cái lẫy để các bác sập nó vào là xong nhá. Sập nó vào là xong. Cái này thì các bác lên cho em là chổi lau nhà nhá. Sập nó vào này. Đó, nó có cái lẫy này các bác sập hết vào cho em. Sau đó thì mình xoáy vào thôi. Đấy, xoáy vào. Nó có các cái phần kết nối đây, các bác cứ xoáy vào cho em là xong. Đây. Đấy, cái phần này thì các bác xoáy vào đây. Phần này xoáy vào đây nhá. Đó. Sau đó thì các bác xoáy tiếp cái phần đầu trên này vào. Xoáy cái đầu trên này vào là mình sử dụng thôi. Đó. Là khi các bác vắt là cho vào đây là nó vắt này. Đấy. Cho vào đây là sẽ vắt luôn. Ở đây thì các bác rút dài cái này ra cho em này. Cái này thì nó rút ra nó khá dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3 đấy. Cũng thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho vào mình vắt này. Đấy. Cho vào đây mình vắt này. Đấy, các bác thấy không? Cho đây mình vắt rất tiện luôn nhá. Đó, con này thì nói chung là ứng dụng thì rất là tiện rồi. Đó. Và cũng rất là dài luôn. Đây. Chiều dài của nó thì nó cũng tầm khoảng đây. 1m2 1m3, hai con này thì cũng tương đối bằng nhau. Đây. Hai con chổi này tương đối bằng nhau này. Đó. Và đây là cái phần xoay của nó này. Phần xoay của nó này. Dưới có bánh xe này. Đấy, dưới có bánh xe. Con này thì các bác phải đổ nước đi thôi, nó chứ không nó không có van xả các bác nhá. Con này thì không có van xả. Các bác dùng xong thì các bác đổ đi. Đó. Thì giá con này sẽ là 200 mấy? 200 mấy. Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà, giá sẽ là 250.000 nhá. Thùng lau nhà 250k. Đấy. Con này thì sẽ là 250.000, bên em sẽ bao ship nhá. 250.000. Bao ship về tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên cho em là thùng lau nhà. Đấy. Các số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá.
Mã sản phẩm đầu tiên lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho bác hai cái dòng chai xịt nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là xịt bếp. Con này thì sẽ là 45.000 trên một chai nhá. Đấy. Các bác xịt để mình thảy các cái vết dầu mỡ vết bám. Đó. Lên cho em là xịt bếp, con này thì sẽ là 45.000 một chai. 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Còn cái chai này thì nó sẽ là xịt nhà vệ sinh nhá. Xịt nhà vệ sinh thì con này của nó sẽ là con xịt nhà vệ sinh thì sẽ là 50.000 nhá. 50k cho cái chai xịt nhà vệ sinh như này. 50k. Đó. Thì cái dòng này khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dòng bọt như này các bác này. Đấy, dòng bọt như này. Thì nó giúp cho các bác tẩy rất là tốt luôn. Tẩy sạch các cái cặn bám, vết dầu mỡ vết cặn bám. Đó. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tẩy sạch vết dầu mỡ vết cặn bám, vết canxi nhá. Đó. Con xịt bếp này thì là 45.000, còn con xịt nhà vệ sinh thì sẽ là 50.000. Xịt bếp là màu vàng, còn xịt nhà vệ sinh là màu xanh. Vâng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay hạt nhá, máy xay hạt. Hay còn gọi là máy xay khô. Đấy, cái này chỉ xay khô thôi, xay các loại hạt nhá, sử dụng điện 220V. Rất là khỏe luôn các bác, chỉ cần cắm vào là xay. Còn có các cái đầu lưỡi xay như này. Đấy, xay hạt, xay khô, xay tiêu, xay điều, xay cà phê. 120k cho con máy xay khô như này nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Cái vòi này thì các bác nối vào cái vòi rửa bát này hoặc là các cái phần mà vòi rửa chân rửa tay đều được hết nhá. Rửa chân rửa tay rửa bát. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái gioăng này rồi, cái gen xoáy rồi, các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đấy, có chế độ điều chỉnh nước một tia hoặc là nước vòi hoa sen. Có lên cho em là vòi nối nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 70k. Đấy, 70k cho cái vòi nối như này. Lên cho em là vòi nối này. Vòi nối giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Con này thì sẽ là 55.000 trong cái cà lê nước như này. Giá sẽ là 55k. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng cho em để mình vặn ống nước này. Đấy, mình vặn ống nước này. Độ mở của nó lên tới gần 7cm. 6/8 này. Đấy. Các bác sửa chữa ống nước thì bắt buộc phải có con này, dùng rất là tiện luôn. Đó. Cà lê nước giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho con cà lê nước như này. 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cả một cái bộ sen như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Cả một cái bộ sen như này nhá. Đấy. Đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay luôn. Và có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên với em. Ghi giá cho mình cái này. Sen quạt giá sẽ là cái này là bao nhiêu? 90k nhá. 90k cho con sen quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt rỉ nhá. Xịt rỉ hay còn gọi là xịt P7. Đấy. À không, cái này là cái chai vệ sinh điều hòa nhá. Đấy. Vệ sinh điều hòa, một cái dòng sản phẩm mới của bên em. Đó. Thì các bác xịt trực tiếp vào cái lưới điều hòa như này nhá. Đấy, xịt trực tiếp vào cái phần cái lưới điều hòa như này thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này, làm thông thoáng điều hòa này và điều hòa không bị mùi nhá. Đấy. Lên cho em là vệ sinh điều hòa. Con này sẽ là 45.000 cho một chai vệ sinh điều hòa như này. Tiếp theo thì bỏ đây luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng gỗ nhá, vòng trầm gỗ. Đấy, bằng gỗ trầm tự nhiên như này. Đấy, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? 50.000 nhá. Lên cho em là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 50k cho cái vòng trầm gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ của thương hiệu Philips, giá sẽ là 170.000 cái tăng đơ Philips như này nhá. 170k. Đó. 170.000 cái đôi giày nó bỏ ra đây luôn. Mấy cái giấy nó bỏ đây. 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này nhá. Đây là cái đế sạc của nó này. Đấy, đây cục sạc này. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái cữ này và một cái bộ tăng đơ cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng thương hiệu Philips cực kỳ là dày dẫn bền bỉ và chắc chắn cho các bác nhá. Đó. Rất là dày dẫn bền bỉ chắc chắn các bác luôn, rất là ngon các bác này. Đó. Lên cho em là tăng đơ Philips nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này. 170.000 các bác nhá. 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá. Một bịch này của nó thì sẽ là 10 chiếc. Đó, các bác dùng để mình lau kính, lau bàn, lau ghế đều ok hết nhá. Khăn lau kính 50.000 một chiếc, một bịch 10 chiếc. Cái này thì nó thấm hút rất là ấy luôn, thấm hút rất là tốt luôn, cho nên là và bám bụi rất là tốt. Khăn lau kính 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo bằng inox 75.000 cho cái rổ vo gạo bằng inox như này, rất tiện này. Các bác dùng để mình vo gạo này. Đấy, vo gạo vệ sinh rất là tốt luôn.
Ở đây nó sẽ có cái phần nghiêng như này và đặc biệt là cái phần lọc như này. Thì khi các bác rót nước ra thì cái gạo nó sẽ không bị chảy ra ngoài, nó lãng phí các bác nhá. Và rất là sạch sẽ luôn. Inox 304. Ngoài dùng để vo gạo thì các bác có thể dùng để rửa rau. Đường kính của nó vào khoảng là 25 cm. Rất dày dẫn chắc chắn. Inox 304 nhá. Su 304 75.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái găng tay lao động nhá. Một bịch này của nó sẽ là 70.000 12 đôi. Còn em bán lẻ thì sẽ là 5 đôi là sẽ là 40.000, 5 đôi 40.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, nó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED. Đồng hồ LED thì có hai mẫu. Đấy. Mẫu này là mẫu cũ này. Đấy. Đồng hồ LED mẫu cũ. Con này thì giá của nó sẽ là 110.000 thì cái đồng hồ LED mẫu cũ như này. Đấy. À mẫu mới nhá. Đồng hồ LED mẫu mới là 110.000. Đấy. Còn đồng hồ LED mẫu cũ nhỏ hơn thì sẽ là 140.000. Đây. Con này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, thì tùy các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Có hai loại mẫu cũ mẫu mới như này. Đây, con này thì nó sẽ là cái LED mặt gương nhá. Cái này thì sẽ là LED mặt gương này. Còn cái này nó sẽ là LED số này. Đấy. LED này thì nó sẽ có số nổi như này, còn cái con này thì nó sẽ là mặt gương. Đấy, mặt nó trắng gương như này. Đấy, đồng hồ LED cũ là 140.000. Đấy, lên trên là đồng hồ LED cũ nhá. 140.000 một con đồng hồ LED cũ như này. Còn con đồng hồ LED mới này thì sẽ là 110.000, 110.000. To hơn và giá hợp lý hơn. Đó, đồng hồ LED cũ 110.000 các bác nhá. Lên trên là đồng hồ LED cũ. Giá sẽ là 110.000 cái con đồng hồ LED cũ như này. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân 10 nhá. Đấy, con này thì đợt này về lại có pin. Đó, cân tiểu ly 10. Đấy, con này thì các bác dùng để mình cân đồ nhà bếp này, rồi cân các thứ linh tinh đều được hết, lắp pin vào cho em. Đó, và nó cân được 10 kg. Mặt của nó thì bằng inox như này nhá, cân của Đức nhá. Đấy. Lên cho em là cân 10. Giá sẽ là 120.000 cho cái cân 10 như này. 120.000 nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước laser nhá. 90.000 cái thước laser như này. Con này thì chuyên dùng để bao nhiêu đấy? Hả? Đấy, thước laser như này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái tia laser đo dọc và đo ngang. Đấy. Đo dọc ngang và đo góc vuông đầy đủ hết này các bác này. Đó, đây, rất sáng luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là các loại thước này. Đó, các loại thước Livo này. Đấy, rất là sáng luôn các bạn này. Đó, rất sáng luôn. Soi rất là rõ nhá. Ngoài ra thì sẽ có cả thước rút này. Có cả thước rút ra như này luôn. Đấy, có cả thước rút rất là tiện luôn các nhá. Đó, có thước rút luôn. Combo cho các bác như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác mỗi con thước laser như này, giá sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con thước laser như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo nhá. Đây, mắc áo như này. Con này thì của nó bằng nhựa mềm và nó có các cái phần nhựa mềm và nhựa dẻo, dùng rất là tiện luôn. Và có các cái phần đai như này khi các bác treo quần áo không bị rơi. Và có cả móc luôn. Giá thì sẽ là 75.000 trong chục nhá. 75.000 trong chục móc áo như này. Hàng cực kỳ xịn sò luôn. Hàng này của nó thì siêu mềm. Siêu mềm siêu dai như này, các bác dùng rất là sướng luôn nhá. Siêu mềm siêu dai luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 chục các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn trợ sáng nhá. 40.000 một chiếc như này. Các bác lắp trực tiếp vào xe đạp điện này hoặc xe máy này. Có ốc ác cái thứ đàng hoàng, 40.000 một chiếc thôi. Đèn trợ sáng, giá sẽ là 40.000 một chiếc. Đấy, lắp trực tiếp vào áp quy nhá, lắp trực tiếp vào áp quy luôn. Đấy, lắp trực tiếp vào áp quy rất là tiện luôn. Đấy, giúp cho các bác trợ sáng luôn, giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu như này. 15.000 một hộp nhá. 15.000 một hộp bao gồm cho các bác là từ 50 đến 100 lưỡi, từ 50 đến 100 lưỡi. Đấy, có lô về thì 50, 70, 80, 100. Đấy, hộp lưỡi câu như này đầy đủ luôn. Các bác tha hồ mình sử dụng nhá. Có cả cước luôn. Cước thì sẽ là 30.000 cho một quận, 30.000 một quận 100m nhá. Còn lưỡi thì sẽ là 15.000 cho một hộp như này. 15.000 một hộp lưỡi câu như này nhá. Lên cho em là hộp lưỡi câu. Giá của nó sẽ là 15k một hộp nhá. Phương ơi. Rồi đưa cước cho anh. 15.000 cho một hộp mà lưỡi câu như này nhá. Đấy. Và đây là cái cước câu này. Cước câu thì sẽ là 30.000 cho một quận như này, 100m luôn. 30.000 một quận 100m, cước là cước 4 ly của Nhật này. Đấy, Japan này. Cước 4 ly của Nhật 100m luôn. Tha hồ thoải mái đây. Cước 4 ly siêu dai luôn nhá. Đấy, siêu dai luôn. Này thì sẽ là 30.000 nhá. 30k cho một quận cước như này, 30.000 cho một quận cước như này. Đấy, tiếp theo thì bên em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái giày lính nhá, giày lính này. Giày Mỹ nhá. Đấy. Giày lính à? Giày lính Mỹ nhá. Đấy, giày lính. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ này, USA luôn. Giày lính Mỹ như này. Đó, đây, USA.
390.000 một đôi, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Dùng cực kỳ là ngon luôn, giày này đi thì rất chất luôn. Đấy, chất của nó này, các bác biết rồi. Đó, chất của nó rất là ngon luôn. Đó, lên cho em là giày lính. Giày lính này, 390.000 một đôi. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, rất đẹp nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mẫu nước hoa nha. Đầu tiên nó sẽ là nước hoa khách sạn này. Đó. Các bác lên cho em là nước hoa khách sạn, cái này thì rất là thơm. Đấy, lọ của nó thì nó sẽ là một cái lọ như này, dung tích của nó vào khoảng là đi đây. Đấy, một cái lọ nó trong lòng bàn tay này các bác này. Dung tích của nó chắc là vào khoảng là đi 200-300ml gì đấy các bác nhá. Đó, đây. Cái này thì các bác về các bác tháo cái này ra cho nó, cắm cái bấc này vào. Các bác để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ rất là thơm luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác giá là 30k nhá. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn. Giá sẽ là 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. 30k nhá, 30k một lọ nước hoa khách sạn này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nước hoa Dubai nhá. Nước hoa chiết Dubai, hàng của Made in Dubai các bác này. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 lọ. Đấy, 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá. Nước hoa Dubai, giá sẽ là 70k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 5 lọ nước hoa Dubai như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là nước hoa của thương hiệu Gucci nhá. Nước hoa của thương hiệu Gucci như này, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, Made in UK các bác này. Đó, Made in UK, hàng của Anh. Con này thì sẽ là 120k một lọ như này nhá, 120.000, giá thanh lý. Tiếp theo thì đến cái nước hoa sáp nhá, nước hoa sáp 30.000 cho một lọ như này. Đấy, một hộp như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 4 hộp. 4 hộp nó là hàng sáp. Đấy, nước hoa sáp nó sẽ là hàng sáp. Đây. Đấy, một hộp của nó là có 4 hộp nhỏ này nhá. Đấy, bằng sáp rất là thơm luôn. Đó. Giá này sẽ là 30.000, hàng của Nhật, giá thanh lý cực tốt luôn, 30k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành hộp đỏ nhá. Đấy. Đây. Nó sẽ là một cái kéo đựng trong một cái hộp đỏ như này. Con này thì các bác dùng để chuyên cắt cây, cắt cành rất là ngon và mượt luôn. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Kéo cành hộp đỏ, giá sẽ là 100 đây, hàng Made in Japan này. Đó. Đấy, hàng ốp liền thân như này nhá. Đấy, hàng ốp gỗ này, cán liền thân này, chất liệu của nó là thép không gỉ này. Đó. Cắt thì cực kỳ là ngon luôn. Và cái độ vàm này của nó thì rất là rộng nhá, cắt rất là ngon. Giá thì sẽ là 150.000. Lên cho em là kéo cành hộp đỏ, giá sẽ là 150k cho em như này nhá. 150.000 cho em kéo cành hộp đỏ như này. 150k nhá, 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox. Một hộp như này thì sẽ là 100 chiếc, đấy là 380.000. Mua 100 chiếc là 380.000 nhá. Mua lẻ thì bên em bán là 7.000 một chiếc nhá, 7k một chiếc, và bán là từ 5 chiếc trở lên. Đấy, còn mua một vỉ như này sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho 25 chiếc. Còn mua 50 cái thì đây là 25 cái này bằng 130.000 này. 50 cái thì sẽ là bằng 230k đó. Và mua 100 cái thì sẽ là 380.000 nhá, 380.000. 100 cái nó sẽ là một hộp nguyên như này. Một hộp nguyên này là 300 cái nhá. Đấy, chất liệu của nó là lưỡi đỏ nhá. Lưỡi đỏ là dòng lưỡi cao cấp nhất rồi. Còn lưỡi thường của nó thì là lưỡi xanh và lưỡi vàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm 2 xi lanh nhá. Hàng Made in Japan này. Đó, Made in Japan, bơm 2 xi lanh, hàng nội địa của Nhật. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Bơm khỏe, đầm hơi. Đó, đầy hơi, đẫy hơi. Đấy, cân hơi của nó là 10 cân nhá, 10 cân. Bơm xe máy, bơm ô tô thoải mái. Giá sẽ là 230.000 nhá. 230k cho một con bơm 2T như này. Lên cho em là bơm 2T 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa đồng Đức nhá. Khóa đồng Đức như này. Đấy, nó màu đồng rất là đẹp luôn. Hàng Made in Germany. Khóa đồng Đức này, rất đẹp cho các bác này. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. 130k cho một em khóa đồng Đức như này. Hàng chống cắt, chống trộm. Đấy, chống cắt, chống trộm, chống các kiểu chống luôn. Đấy. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Có 4 chìa và chìa tròn. Chìa tròn như này thì sẽ là chống cắt, chống trộm rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con khóa Đức như này các bác nhá. Đấy. Khóa đồng Đức 130.000 các bác nhá. 130k cho mấy em khóa đồng Đức như này.
Đấy, và Đồng Đức 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là Kia. Các bác lên giúp cho em đó là máy xay máy xay cầm tay nhá. Con này thì các bác chỉ dùng bằng tay không thôi, không cần phải dùng điện đó mới cả, rất là tiện luôn. À đây, hàng cắm điện này, quên các bác, nhầm. Các bác cắm điện như này cho em nhá. Đấy, cắm điện như này. Con này thì sẽ là 245.000. Đây, có công tác này, cắm vào các bác bật lên này. Đấy thì là các bác cứ đưa trực tiếp vào nồi luôn. Đưa trực tiếp vào nồi như này. Đấy là nó sẽ xay cho các bác này. Ví dụ như là xay cháo này, hoặc là xay các cái đồ mà mình muốn làm cho nó nghiền ra thì rất là ngon luôn. Đây, có công tắc ở đây nhá. Đấy, có số 1, số 2. Cắm điện vào cho em là nó sẽ xoay này. Đấy, cái lưỡi này nó xoay này. Thì là ví dụ các bác muốn đánh cháo này, hoặc là xay các cái thực phẩm đều ok hết nhá. Giá của nó, con này sử dụng điện 220V. Lên cho em là máy xay cầm tay nhá. Giá sẽ là 245.000. Con này thì rất tiện dụng luôn. Máy xay cầm tay. Các bác này, ví dụ như các bác muốn xay các loại thực phẩm này, hoa quả này, chỉ đưa vào cái là nó nghiền cho các bác ra luôn. Đó, rất là ngon nhá. Tiện luôn, có thể ăn luôn, không cần phải dùng máy miếc các thứ cối kiếc phiền phức. Tiếp theo thì bên shop về cho con này thì lên theo là máy xay cầm tay 245.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Con này giá thanh lý chỉ có 50.000 một chiếc thôi. Lên theo là bàn chải điện 50k cho một chiếc như này. Đây, nó sẽ là một cái đầu bàn chải rất là ngon như này các bác này. Sau đó thì về nhà các bác lắp cho em vào, có cho các bác là kèm thêm 4 đầu bàn chải luôn, 4 đầu bàn chải như này. Đây, lắp theo cái lẫy này, lắp sập vào này. Đấy, lắp vào đây cho em này. Các bác ấn nó sập lẫy vào nhá. Đấy, nó có cái lẫy đây, các bác lắp cho nó sập lẫy vào này. Đấy, các bác lắp nó sập lẫy vào cho em. Sau đó thì mình sử dụng này. Đó, bật lên này. Đầu bàn chải nó rung này. Đó, nó rung như này. Cái này tuần suất rung của nó rất là lớn luôn. Đấy các bác này. Đó, thấy không? Đấy, nó rung đấy các bác này. Đó, thì giúp cho các bác là nó có các chế độ dung này, giúp cho các bác là vệ sinh răng lợi, rồi nói chung là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 50 cành thôi, 50 cành nhá. Lên cho em là bàn chải điện, giá sẽ là 50k, 50k cho cái bàn chải điện như này nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là Kia máy đồng hồ nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ là combo cho các bác là cả máy cả kim, combo đầy đủ cho các bác luôn, combo đây. Đấy, giá sẽ là 40.000 cho một bộ sản phẩm như này, combo cả máy cả kim luôn. Đó, đây, đây là kim của nó này, kim này và máy bên trong đây. Về nhà các bác chỉ cần lắp đặt vào thôi. Máy đồng hồ thay cho những cái đồng hồ cũ bị hỏng máy, 40k nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước móc khóa nhá. Đấy, thước móc khóa như này. Con này thì nó sẽ là 2m, rất là tiện luôn. Các bác có thể treo vào móc khóa này, làm thợ làm nghề này, rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bác này. Đấy, qua theo. Đó. Rất là ngon nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Hàng của Nhật này, 50.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cước câu nhá. Bao nhiêu một quận này nhỉ? Đây, cước câu nhá. Hàng này nó sẽ là cái hàng 4 ly, là hàng phổ thông, để cho các bác câu các cái loại cá đều ok hết nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một quận cước câu như này nhá. Một quận này nó vào khoảng là 100m, tha hồ thoải mái cho bác câu luôn. Hàng của Nhật các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là cước câu. Đấy, hàng của thương hiệu Shimano của Nhật nhá. Shimano của Nhật này. Đấy. Rất chất lượng cho bác luôn, Japan này. Đấy. Giá của nó sẽ là 30k cho một quận như này nhá. 30k cho một quận cước câu như này. Lên cho em là cước câu 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái bàn là hơi nước mini như này. Con này rất là nhỏ gọn luôn. Đó. Điện 220 có điều chỉnh, có điều chỉnh này. Đấy, có cái phần thì các bác châm nước vào đây. Đấy, đây cái nắp này, cái nắp này, cái quai này để các bác châm nước vào cho em này. Đấy. Đây, các bác tháo cái đầu này ra, châm nước vào đây, châm nước vào đây. Đấy, cho nước vào đây. Đấy, nói chung là bàn là hơi nước xịn sò ngon lành. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con bàn là hơi nước mini như này. Bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 130k nhá. 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là cây nhá. Bàn là cây. Đấy, thì con này cũng có hơi nước luôn. Và các bác dùng để mình là quần áo cái thứ rất là ok. Công suất của nó là 150W, xoay 360 độ luôn. Đó, rất là ngon. Hàng dày dặn chắc chắn, hàng của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là đi
Cái bàn là cây thì bao nhiêu Phương? Hả? Lên cho là bàn là đứng nhá, 370.000. Đó, đây. Rất xịn sò con bò luôn các bác này. Đó. Bàn là đứng 370.000. Nó sẽ là bằng cơ chế là hơi nước nó sẽ ra và giúp cho quần áo của các bác phẳng đẹp. Và con này ưu điểm của nó thì nó sẽ là chống cháy quần áo rất là tốt luôn. Đấy, các bác chỉ cần vuốt này là phẳng luôn. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Đấy, bàn là đứng như này dùng thì rất là an toàn. Đấy, giá sẽ là 370.000. 370.000 bên em bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. 370k cho con bàn là cây như này. Bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là bàn là cây nhá. Bàn là cây hoặc bàn là đứng. Giá sẽ là 370.000. 370k. Đó, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Đấy thì chào các bác đến với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop tiếp tục về các cái mã hàng rất là đặc trưng để gửi tới các bác nha. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái lô đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP bên shop về số lượng và giá thì giá thanh lý. Đấy, bên em ôm lô siêu thị của Nhật và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thương hiệu Geneva này, Geneva. Hàng của Nhật sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu vàng, hai là màu bạc như này. Màu vàng, màu bạc như này. Đồng hồ thì nó là dòng đồng hồ VIP rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương cho các bác luôn. Đấy, một con đồng hồ như này giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP giá sẽ là 150.000. Có hai loại, một loại là màu vàng và một loại là màu bạc. Đây, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Mặt sapphire chống xước nhá. Mặt sapphire chống xước, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, đấy, ở đây thì nó rất là nhiều các cái nấc đo ở bên trong này các bác này. Đó, và giá thì có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn nhá. Có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn. Giá thì rất tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP, giá sẽ là đồng hồ VIP này, giá sẽ là 150.000 một chiếc, có cả màu vàng, màu bạc nhá. Lên cho em là đồng hồ VIP này. Đồng hồ VIP giá của nó sẽ là 150k một chiếc. Có màu vàng, màu bạc, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đồng hồ VIP 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao gấp đây. Đấy, đây nó sẽ là một con dao gấp gọn như này. Giá thì sẽ là các bác lên cho em là dao gấp nhá, 20.000 cho một con thôi. 20k cho một con dao gấp như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng có hai chức năng. Một là các bác dùng để gọt hoa quả này, hai là các bác dùng để bật bia này, bật bia khui bia rất là ngon luôn. Thì các bác dùng một trong hai chức năng này đều ok và nó có thể gấp gọn được. Đấy, khi mà gấp gọn vào thì nó vào khoảng là 7-8 cm thì các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều được hết nhá. Dùng để bật bia rất là ngon luôn này. Đấy, hoặc là dùng để gọt hoa quả, thái rau, thái dợ, dùng để đi phượt này. Hàng nội địa của Nhật đây, Japan này, siêu sắc bén cho các bác luôn nhá. Đây Japan. Lên cho em là dao gấp giá sẽ là 20.000 một chiếc nhá, 20.000 một chiếc. Bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 này. Đấy, 20.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đấy, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái móc khóa Honda nhá, móc khóa Honda. Đấy, con này thì sẽ là 25.000 một chiếc. 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Và bác nào cũng mua 5 bên em cũng tặng 1 luôn. 20.000 cho 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Mua 5 tặng 1 các bác nhá, móc khóa Honda. Lên cho em là móc khóa Honda này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái móc khóa da nhá, móc khóa da. Đấy, móc khóa da. Con này thì bên em bán 20.000 một chiếc và cũng mua 5 tặng 1 luôn. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Cứ mua 5 là tặng 1 này. Móc khóa da này thì sẽ là 20.000, móc khóa Honda này thì sẽ là 25.000. Mua 5 tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đó. Thì các bác lên cho em đó là móc khóa Honda thì sẽ là 25.000 nhá. Còn móc khóa da này sẽ là 20.000, đều là mua 5 tặng 1. Đấy, đây nó sẽ là cái dòng móc khóa như này. Con này thì nó con Honda này sẽ là bằng thép nhám nhá, bằng thép nhám. Con này thì nó dùng để tặng cho những người mua xe ô tô của nó nhá. Còn đây là con móc khóa bằng da này, móc khóa bằng da. 20.000 mua 5 tặng 1, con này cũng 25.000 mua 5 tặng 1 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còi cứu hộ này, còi cứu hộ đây. Đấy các bác lên cho em là còi cứu hộ, giá của nó sẽ là 25k cho một cái còi cứu hộ như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả la bàn, cả đo nhiệt độ luôn, đa chức năng nhá. Đấy, bên mặt này của nó sẽ là đo nhiệt độ này. Đấy, mặt này đo nhiệt độ này. Mặt này của nó sẽ là la bàn này. Các bác lên cho em là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ. Đấy thì con này các bác có thể dùng để mình đi rừng, đi phượt. Đấy, hoặc là đi du lịch thì rất là tiện này. Đấy các bác thấy không? Kêu tiếng kêu của nó rất là hay luôn. Hàng của quân đội nhá. Hàng của quân đội kêu cực hay luôn và có quai đeo như này. Lên mã giúp cho em đó là còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Giá của nó sẽ là 25.000. 25k cho một cái còi cứu hộ như này nhá, 25.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo gấp nhá, kéo gấp. Đây, giá thì chỉ có 15 cành cho một con như này thôi. 15 cành cho một cái kéo gấp như này.
và bác nào mua thì mua 5 bên em cũng tặng một. Hàng nhỏ nhưng mà có vỏ nhá, mỏ nhưng nhỏ nhưng có vỏ này, rất sắc bén các bạn. Đấy, rất sắc bén luôn các bạn theo. Đây, rất sắc bén luôn. Đấy, hàng nhỏ mà có vỏ cho các bác luôn, rất sắc bén nhá, rất sắc bén luôn. Giá thì bên shop đang đây, rất sắc bén các bác này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất sắc bén luôn. Nhỏ mà có vỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là kéo gấp nhá, 15.000 cho một chiếc như này. Mua 5 tặng 1, kéo gấp 15.000 một chiếc, cũng mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, kéo gấp 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đây. Nó sẽ là kéo gấp đựng trong hộp như này, trong cái túi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Mua 5 tặng 1 các bác nhá, kéo gấp này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái chuông thôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chuông đồng này. Đấy, chuông đồng như này. Con này thì bên shop bán sẽ là 100.000 cho một chiếc chuông đồng như này nhá. 100k cho một chiếc chuông đồng như này. Con này thì rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Các bác dùng để mình làm cúng lễ này. Đấy, hoặc là dùng vào các cái công việc mà đúng theo nhu cầu của các bác thì mình lấy các bác nhá. 100.000 cho cái chuông đồng như này con. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da, hàng VIP cho các bác luôn mà giá thì cực hạt rẻ nhá. Đây, đồng hồ dây da đẹp như này. Các bác theo. Đấy, đồng hồ dây da đẹp như này. Đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây, con này thì nó sẽ là mặt số La Mã, còn con này thì nó sẽ là mặt số thường nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Không thể tin nổi luôn nhá, 50k cho một con đồng hồ dây da như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50 cành một chiếc nhá. Đấy, mặt của nó là mặt sapphire này, mặt sapphire và có ánh dạ quang rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ví cúc nhá. Đấy, các bác lên cho em là ví cúc đây. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một con ví cúc như này. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác là một cái cúc này để các bác cài này, và đây thì nó sẽ có rất là nhiều ngăn nhá. Các cái ngăn đựng thẻ thùng này, rất nhiều ngăn đựng thẻ luôn. Các bác có thể đựng được 1, 2, 3, 4 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 cái thẻ được luôn nhá, 8 thẻ được luôn. Đấy, và có hai ngăn to như này, và có cúc cài như này, các cúc cài này, và nó rất là mỏng luôn, thì các bác dùng không sợ bị cấn nhá. Đấy, không sợ bị ngồi nó đè lên nó cứng nhá. Giá thì sẽ là 100.000, lên cho em là ví cúc, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng số điện thoại nhá, bảng số điện thoại trên ô tô. Thì các bác có thể để trên ô tô để khi mà xe mình đỗ ở đâu đấy mà cần phải có người để cần phải người ta cần liên lạc cho mình thì người ta sẽ gọi trực tiếp cho các bác. Đấy. Thì lên cho em là bảng số điện thoại nhá. Giá sẽ là 20.000. Bảng số điện thoại ô tô 20.000 cho một cái bảng số như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp vào đây cho em. Lắp vào đây. Đấy, lắp cái số vào đây và có miếng dán. Các bác chỉ cần dán lên đầu xe cho em là xong nhá. Bảng số điện thoại ô tô giá sẽ là 20k nhá, 20k một chiếc. Đó, 20k cho một cái chiếc cho một cái hộp mà bảng số điện thoại ô tô như này. Đó, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn hai đầu nhá, đuôi đèn hai đầu. Thì con này nó sẽ là đuôi đèn cảm biến. Về nhà các bác chỉ cần việc là xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ của mình thôi, xoáy đuôi cũ của mình xong mình xoáy cái bóng mới vào đây thì nó sẽ là dòng cảm biến đi qua thì nó sẽ tự sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt, nó rất là tiện. Nó sẽ có điều chỉnh là ban ngày ban đêm hoặc là sáng cả ngày. Đấy, và có điều chỉnh là 220 giây, 32 giây và 16 giây. Đó. Con này thì giá sẽ là 60k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi đèn hai đầu. Đuôi đèn hai đầu giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái đuôi đèn hai đầu như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chén đồng nhá, chén đồng. Đấy, đây nó sẽ là một cái chén đồng như này các bác này, chén đồng như này. Bên shop bán thì sẽ là 50k cho một cái chén đồng như này nhá. 50.000 cho một cái chén đồng như này. Các bác có thể mua để về mình uống rượu này, hoặc là uống trà này, hoặc là các bác có thể dùng đa di năng là cúng lễ này, hoặc là các bác có thể dùng để mình trưng bày rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật đây. Đấy, rất đẹp như này. 50.000 một chiếc và bán theo trục thì sẽ là 40.000 một trục nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái đế nóng nhá. Đấy, con này cắm điện lên cái là nóng luôn. Mâm của nó là mâm gang và sẽ có số như này 1 2 3 4 5 số như này nhá. Cắm lên cái là nóng luôn, có on up cho các bác luôn nhá. Và con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng để mình cái mặt này của nó thì tầm 10 cm. Mình dùng để mình đun nóng, ví dụ như là ấm nước này, hoặc là nấu này, xào này. Đấy, đồ xong nồi các bác đặt lên đây là đều làm nóng được hết nhá. Giá sẽ là 130k. Lên mã giúp cho em đó là đế nóng nhá. Đế nóng giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt của thương hiệu Makita đây. Quạt đây, rất mát luôn. Sẽ có cho các bác là hai cấp số nhá, hai cấp số như này. Đấy. Hai cấp số, siêu mát luôn các bạn. Các bác nghe tiếng gió này. Đó. Con này thì giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác. Các bác lên cho em đó là
quạt tích điện Makita nhá, giá sẽ là 380.000. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô thắt lưng da bò, hàng thanh lý giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Đó, thắt lưng chất liệu bằng da bò tự nhiên. Và cái này về thì nó cũng rất là hàng thanh lý cho nên nó rất là đa dạng luôn. Rất đa dạng, nhiều mẫu dáng, nhiều đầu, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đấy thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đấy bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó có con thì nó dập vân như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên hết nhá. Đấy thì hàng này nó sẽ là hàng thanh lý cho nên cái giá nó rất là ưu đãi cho các bác. Và bên em bán thì hàng thanh lý cho nên là em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá, gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó sẽ là các cái dạng đầu như này. Các dạng đầu như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Giá thì một con thắt lưng như này, chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3, từ 1m1 đến 1m3. Đấy rất là dài luôn. Mặt của nó rất đẹp. Hàng này thì hàng bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị và cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Đây. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Đây. Một con thắt lưng đẹp như này nhá. Đấy, một con thắt lưng đẹp như này. Đây các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Về nhà các bác cứ đốt thoải mái chứ em. Đốt thoải mái chứ em. Đấy. Các bác nhận hàng các bác cứ đốt thoải mái chứ em. Cực kỳ là ok luôn. Đấy, đây. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Rất ngon lành cành đào luôn nhá. Đó. Đây, các bác thấy chưa? Đó, rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là dạng mặt đúc liền nguyên khối như này nhá. Mặt đúc liền nguyên khối như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng thanh lý này, thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 65k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Thắt lưng này, đó. Thắt lưng thanh lý nhá, thanh lý, giá sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một chiếc. Ngoài ra thì bên shop cũng về cho các bác cái mẫu ví đây. Đấy mẫu ví. Hàng này cũng là hàng thanh lý cho các bác luôn, hàng thanh lý cho các bác luôn. Giá của nó là 50.000 cho một con thắt lưng như này, à một con ví như này. Nó sẽ có hai màu nâu và màu da bò như này nhá. Màu nâu và màu da bò như này. Đấy, màu nâu màu da bò như này. Đấy nó sẽ là màu dạng như là màu nâu lẫn với màu đen luôn. Đấy. Màu này là màu đen này, màu đen này. Đấy, chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, siêu mềm luôn các bác nhá. Đó, da bò tự nhiên siêu mềm luôn. Con này thì nói chung là tất cả đều bằng da bò hết nhá. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá đó là 40k cho một cái ví da bò như này. Đấy. Các bác lên cho em là ví thanh lý nhá. Đấy, ví thanh lý này. Ví thanh lý. Ví thanh lý, giá của nó sẽ là 40k một chiếc, 40.000 một chiếc. Còn bác nào lấy cả đôi thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 một đôi nhá. 70.000 cho một đôi. Đấy. Lấy một chiếc thì sẽ là 40.000, còn lấy cả đôi thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi như này, 70.000 cho một đôi ví như này. Còn bác nào mà lấy cái thắt lưng kèm ví nhá. Đấy, nếu bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này bên em bán cho các bác với giá đó là 100 cành thôi. 100 cành cho một chiếc ví và một thắt lưng như này. Đấy, 100 cành. Các bác lên cho em là ví cộng thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 100k. Đấy 100k nhá. Đấy 100.000. 100.000 cho một combo như này bao gồm là một ví một thắt lưng. Còn nếu bác nào lấy lẻ thì cái thắt lưng này sẽ là 65.000, còn cái ví này sẽ là 40.000. Đấy ví này sẽ là 40.000. Còn bác nào mà lấy combo hai ví sẽ là 70.000 nhá. Combo hai ví 70.000. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em đó là ví cộng với lại thắt lưng này, ví cộng thắt lưng thanh lý nhá. Giá sẽ là 100k. Đấy 100.000, 100.000 thôi, 100.000 cho một ví một thắt lưng như này. Còn lấy hai ví thì sẽ là 70.000, một ví là 40.000. Còn lấy nguyên một thắt lưng thì giá sẽ là 65k nhé, 65k. Đó. Có cả hàng trơn, có cả hàng dập vân như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò nguyên miếng tự nhiên cho các bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác và giá thanh lý siêu thị. Giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ly đồng không nhá. Đấy ly đồng. Thì bên shop có hai mẫu. Một là ly đồng, hai là chén đồng. Đấy. Cái ly đồng này thì giá của nó sẽ là
Các bác lên cho em cái này, nó sẽ là cái ly đồng nhá. Cái ly đồng này thì chiều cao của nó vào khoảng 5 cm này. Cái này sẽ là 30k cho một cái ly đồng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là ly đồng giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái ly đồng như này các bác này. Lên cho em là ly đồng giá sẽ là 30.000 này. Ngoài ra thì bên shop có cái chén đồng nhá. Chén đồng thì giá sẽ là 50k một cái này. 50k trên một cái chén đồng như này, và mua cả chục thì giá sẽ là 45.000. Đấy, 450.000 một chục cho cái chén đồng như này. Chén này thì miệng của nó khoảng 4-5 cm nhá. Chiều cao của nó cũng khoảng 4-5 cm luôn. Lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá. Chén đồng giá sẽ là 50.000. Còn cái ly đồng này thì cao khoảng 5 cm và cái giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc, 30.000 một chiếc nhá. 30k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái gà tàn bằng đồng nhá. Gà tàn bằng đồng như này, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái gà tàn đồng như này. Đấy, con này thì bằng đồng các bác dùng để làm gà tàn thuốc, để trên bàn vừa sang xịn mịn vừa đẹp này. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gà tàn đồng nhá. Gà tàn đồng giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi chổi lông phớt trần nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con chổi lông như này. Các bác dùng để mình phớt trần rất là tiện luôn. Đấy. Nó sẽ là dạng lông tĩnh điện như này, dạng lông tĩnh điện như này các bác này. Đấy. Khi các bác lau thì bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Xoáy cho em cái này vào này, xoáy cho em cái này vào. Đó. Và cái này thì các bác có thể ngoắt ngoéo điều chỉnh được này, ngoắt ngoéo điều chỉnh như này. Đó. Ngoài ra thì con này các bác có thể rút ra được nhá. Rút ra được thì chiều dài tối đa của nó vào khoảng là 2m4 đến 2m8 nhá, 24 đến 28. Rất dài luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Giá thanh lý cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. 55k, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k nhá. Đấy, 55k, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn gió bếp ga. Đấy, cái này thì các bác cứ đặt vào cái bếp ga nhà mình, sau đó thì mình đun nấu như bình thường. Nó giúp cho các bác là chắn gió để giảm tiêu thụ lượng ga nhé, giảm hao hụt ga. Giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này, 25.000. Phù hợp với hầu hết các loại bếp ga nhé, phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn, 25.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam nhé, vòi cam. Con này thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình và nó có thể ngoắt ngoéo như này thì rất là tiện này. Để các bác có thể dùng để mình điều chỉnh, mình xịt, tạo hướng cho cái vòi nước nhà mình hoặc tưới cây. Đấy, lên cho em là vòi cam, giá sẽ là 35k nhé, 35.000 cho cái vòi cam như này, 35k thôi, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhé, bảng tự xóa. Con này thì các bác dùng để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là tiện ích luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy khóa ở đây, các bác bật lên này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể dùng để mình viết lách đa di năng luôn. Đó, xóa đi này, rất là tiện nhá. Lên cho em là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa này, giá của nó sẽ là các bác lên cho em là bảng tự xóa, giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho cái bảng tự xóa như này. Đấy, rất tiện luôn. Có cả bút viết đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà khi sử dụng thì các bác mở cái khóa này cho em này. Đấy, nó có cái lẫy khóa đằng sau này. Mở ra. 40.000. Giá rất hợp lý thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thìa các bác này. Đấy, cái đũa nhá, đũa của hàng thương hiệu Willing của Đức, Su 304 đây. Đấy, inox 304 các bác này. Đấy, Su 304. Một vỉ này có là 5 đôi, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, dùng thì cực kỳ an toàn. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập các bác nhá. Giá thì chỉ có 55.000 cho một hộp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, nó sẽ hình như phễu như này. Pha của nó thì rất sáng luôn các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác thấy không? Đây, pha của nó rất là rọi như này các bác này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Ban ngày mà còn như này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000, có cả quay đeo nhá, có cả đèn báo này, có đèn báo điện và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. 90k cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đấy. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k. 90k cho con đèn phễu như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Tiếp tục các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái con máy các bác lên cho em là hút
hút bụi đại nhá, hút bụi đại. Con này công suất của nó sẽ là 1000W, sử dụng điện 220V. 1000W sử dụng điện 220V. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây các bác này, đấy đây. Đấy, thấy không? Máy chạy khỏe khủng khiếp luôn. Đó. Đấy. Máy chạy siêu khỏe luôn các nhá. Các bác thấy không, nó hút này. Quá khủng khiếp luôn các bạn. Đó. Đấy. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó như động cơ phản lực các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Con này 1000W sử dụng điện 220V. Và nó sẽ có các cái đầu phụ kiện, đầu kết nối đi kèm như này. Đầu ống nối dài này, ống ngắn này, rồi là chân hút này. Nhiều lắm các bạn, phụ kiện của nó cả rổ luôn. Giá thì sẽ là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, hút bụi đại. Giá sẽ là 450.000 các bạn ơi. 450.000 cho con hút bụi đại như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi nhá. Hút thổi bụi. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V. Con này thì công năng vừa hút vừa thổi nhá, vừa hút vừa thổi. Cái con hút bụi đại thì nó chỉ hút bụi thôi. Còn con này là vừa hút vừa thổi. Con này thì đa năng hơn, vừa hút vừa thổi được các bác nhá, vừa hút vừa thổi. Thì con này giá sẽ là 260.000. Con này vừa hút vừa thổi được luôn các bạn. Đấy, vừa hút vừa thổi được luôn, rất tiện ích các bác ơi. Đó, đây các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em này thì nó sẽ là dòng một con máy thổi này. Một con máy thổi. Nhà các bác nào nhiều lá cây, đấy, sử dụng điện 220. Nhà bác nào nhiều lá lẩu các thứ thì dùng con này cho em. Đây. Đấy. Thì đây này nó sẽ là chức năng là thổi này. Thổi rất khủng khiếp luôn nhá. Đấy, thổi này. Thổi rất mạnh luôn các bác thấy không? Đấy. Thổi tung rời luôn nhá. Đây, thổi tung rời luôn các bạn. Đây. Các bác thấy không? Thổi tung rời luôn đây các bác này. Đây, thổi nhá. Đấy. Đây, đây, thổi đây. Thổi tung rời luôn. Đó. Đấy, thấy chưa? Đó. Ngoài thổi thì nó sẽ có chức năng hút. Hút thì đảo cái này vào cho em này. Đảo cái này sang bên này nó sẽ là thành chức năng hút này. Đấy. Đây, hút ở đây các bác này. Đấy, hút vào này. Hút vào này. Hút vào đây các bác này. Đó, thấy không? Đó. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu như này để các bác hút rác bẩn các thứ vào đây cho em. Đấy, hút rác bẩn vào đây. Đấy, thấy không? Đó. Con này thì sẽ là 260.000. Lên cho em là hút thổi bụi bằng điện nhá. 260k. Đó. Con này thì chạy bằng điện. 260.000. Hút thổi bụi điện này. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi điện. Thổi bụi điện 260.000 nhá. 260.000. Tiếp theo thì cái con massage cổ đấy, từ nãy giờ em đang quay thì em lắp máy vào luôn các bạn ơi. Đây. Massage cổ nhá. Đấy, massage cổ vai gáy. Con này sẽ là 320.000, 320.000 hàng đựng trong một cái hộp như này. Em đang đeo trực tiếp đây. Đang đeo đây các bạn này. Đấy. Và các bác muốn tăng độ lên thì các bác kéo cái này xuống cho em. Nó sẽ là massage cổ này. Và đằng sau của nó là có các cái phần để massage vai gáy nữa. Rất tiện ích luôn, đeo vào thì rất là phê luôn các bác này. Đấy, massage cổ vai gáy nhá, 320.000. Đó. Nhìn tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn phễu này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Con này thì giá sẽ là 90.000 à. 90.000, có dây có quay đeo như này, có dây có quay đeo như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Con này giá sẽ là 90k cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đấy, đây các bác thấy không? Siêu sáng luôn. Mình dập cầu dao cho anh tí. Đấy, siêu sáng luôn. Đây em sẽ test tắt điện đi cho các bác xem này. Đây. Đấy, đây các bác thấy không? Đây, đấy. Rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Con này thì giá chỉ có 90k thôi. Các bác có thể dùng để dọi xa, dọi gần này. Rất khủng khiếp luôn các bác thấy không? Đó, sáng cả một không gian luôn. Giá sẽ là 90k. Rồi, ok. Đó. Con này rất sáng các bạn, sáng lắm, dùng thì rất là thích luôn. Có chế độ báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Nó sẽ là hình một cái phễu như này. Hình một cái phễu như này, một pha bóng và rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Giá sẽ là 90k này. Đấy, đèn phễu này. Đèn phễu, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân đực nhá, cân đực. Con này thì cân được 10kg, em đang bán là 160. Hôm nay, riêng hôm nay xả cho bác còn 120.000 cho một con cân đực như này thôi. 120k. Mặt này của nó là bằng inox nhá. Đấy. Mặt này của nó bằng inox 304 nhá. Đấy, bằng inox này. Mặt này của nó bằng inox sáng bóng. Đây, nó là cái lớp giấy bóng thôi. Cái lớp giấy bóng nó phủ cho nó chống xước thôi. Cái bóc ra nó là inox sáng bóng luôn. Đó, và nó sẽ sử dụng là hai quả pin tiểu. Hai quả pin tiểu thì về nhà các bác sử dụng thì các bác lắp cái pin tiểu vào cho em. Lắp pin tiểu vào. Đó. Và con này nó cân được 10 cân. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác chỉ còn 120.000 cho cái mã cân đức này thôi. 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này.
bao gồm là một súng và bốn đầu, một súng và bốn đầu nhá. Đấy, một súng bốn đầu massage như này, bốn đầu massage và một cái cáp sạc nhá, một súng bốn đầu massage, một cáp sạc, lắp thử cho các bác xem này. Dây của nó sẽ là động cơ không chổi than và lõi bằng đồng nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn các bác thấy không? Đây. Đây sao chưa? Máy chạy rất khỏe luôn nhá. Đây mới là chế độ 1 này. Đấy, có 5 6 chế độ tất cả cơ. Khi các bác sử dụng thì các bác giữ lì cho em. Đấy, khi tắt bật thì các bác giữ lì nhá. Đấy, rất khỏe luôn. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Nó hình khẩu súng như này nên các bác lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Đấy, lên cho em là súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này nhá, 170k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây tắm các bác này. Đây, dây tắm như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 15k cho một cái dây tắm như này nhá, 15k. Con này thì rất tiện luôn. Về nhà các bác cho xà bông xà phòng vào đây, nó sẽ là cái dòng cao su non mềm. Cao su non mềm như này thì các bác cho xà bông xà phòng vào đây là mình sử dụng thôi. Kéo ra như này nó có cái độ co giãn nhất định nhá, và rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình vừa tắm vừa kỳ cọ lưng, cổ, vai, gáy rồi chân tay đều được hết nhá. Rất tiện ích. Giá thì sẽ là đi 15.000. Đấy, giá thanh lý cho bác chỉ còn 15k thôi, 15k. Đó. Vậy thì đấy, ứng dụng rất đơn giản luôn. Tắm trà lưng silicon hai mặt, giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, nó bằng silicon mềm như này thì các bác dùng nó massage thư giãn rất là tốt và rất là sạch sẽ. Các bác chỉ cần treo lên là nó khô luôn. Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ 15k thôi. Giá này là giá xả lỗ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kem đánh răng Hàn Quốc đây. Một lọ này của nó sẽ là 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Hàng của Hàn Quốc made in Korea. Đấy, hàng của Hàn Quốc made in Korea, mã tem mã vạch đàng hoàng. Giá sẽ là 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này nhá. 40.000 cho một lọ 112g, tỷ 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Con này thì chuyên làm trắng răng nhá. Bác nào răng ố, răng vàng thì đưa hết vào cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ô Nhật nhá. Ô Nhật thì nó sẽ về đủ màu, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Lên cho em là ô dù Nhật, giá sẽ là 80k. Các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ bật ra này. Đấy. Nhấp như này nó sẽ bật ra cho em. Đó, nhấp này sẽ bật ra này. Nhấp này sẽ đẩy vào này, rất là tiện. Sau đó thì các bác sập cái này vào cho em. Nhấp này nhá. Tất cả cái này là đóng và mở đều phải nhấp hết nhá. Đây nó có hai mũi tên này. Mà bật lên và đóng xuống đều phải là nhấp hết nhá. Các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đây, đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Rất tiện ích luôn, màu sắc thì đa dạng. Đấy, rất là nhiều màu. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đây các bác xem màu này, màu của nó đây. Màu xanh, màu đỏ, màu ngẫu nhiên nhá, 80.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông nhá, bộ rổ vuông 90.000. 90.000 cho 3 đôi, tức là các bác mua chỉ mất đâu đó là vào 30.000 thôi. 90.000 cho 3 đôi, tức là vào chỉ mất là 30.000 cho một đôi thôi. Đó, đây 90.000, đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ combo cho các bác luôn. Chất liệu của rổ của nó thì nó sẽ là nhựa mềm nhá. Nhựa mềm, nhựa nguyên sinh mềm. Đây, đấy các bác thấy không? Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Ấn nó thoải mái luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90.000. Rổ vuông này, rổ vuông 90k cho một bộ như này. Đấy, 90k cho một bộ bao gồm là 3 đôi, 3 đôi nhá. Cứ combo cho em luôn, combo cho em là 3 rổ 3 chậu. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là 3 rổ 3 chậu như này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa mềm, đập phá ném thoải mái cho em luôn. Đấy, đập phá ném thoải mái luôn, nhựa silicon mềm, nhựa nguyên sinh mềm, cực kỳ xịn sò luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái xịt xoang các bác nhá. Đấy, xịt xoang đây. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em là xịt xoang, giá sẽ là, con này em đang bán là 40.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 35.000 cho một lọ như này thôi. 35.000 cho một lọ xịt xoang như này. Các bác bị các bệnh về mũi kinh niên, ví dụ như là viêm xoang, viêm mũi dị ứng, mũi kích ứng mũi do thời tiết này. Đấy, do môi trường khí độc này. Đấy các bác. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em, xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá thì sẽ là thanh lý cho các bác còn 35.000 một típ như này. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Và mua, nếu các bác mua 3 lọ thì sẽ là 100.000 cho 3 lọ nhá. 100k là bằng 3 lọ này. Đấy, bằng 3 lọ. Và 35.000 cho một lọ luôn. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi cho bác luôn. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu nước hoa. Mẫu nước hoa hàng của Nhật các bác này. Hàng của Nhật đây.
Prolamen. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là nước hoa khô nhá. Giá nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp này, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi 30.000 một hộp sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4. 4 một hộp sẽ một hộp to thì sẽ có cho các bác là 4 hộp nhỏ như này nhá. Đây, đấy. Đây các bác này, đấy nó sẽ là dòng nước hoa khô như này. Và các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên tay này hoặc là lên thái dương hoặc là lên phía sau cổ đấy, thì tùy các bác muốn sức vào đâu thì sức nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa sáp khô như này, mùi thơm dịu nhẹ, rất là dịu nhẹ, dễ chịu luôn. Và giá thì sẽ là 30k cho một hộp như này nhá. 30.000 cho một hộp nước hoa như này. Sẽ bao gồm cho các bác là 4 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa khô 30.000 cho một hộp như này, bao gồm là 4 lọ theo hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 4 lọ với lại 4 mùi hương khác nhau. Đấy, hương Paris này, đấy rồi rất là nhiều các loại hương khác nhau nhá. Ớt men này, Paris này, nói chung là 4 lọ 4 mùi hương như này. 4 hộp với 4 mùi hương khác nhau. Giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em là nước hoa khô, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái pin 18650 nhá. Pin 18650. Đấy. Hàng pin Li-ion 3,7V. Con này các bác có thể dùng để mình thay tháo và chế cháo các kiểu con là đều được luôn. Giá thì sẽ là 20k cho một viên như này nhá. 20k cho một viên pin Li-ion 18650 như này. 20.000 một viên thôi. Đấy, 20.000 cho một viên pin như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Con này thì nó sẽ là hàng bằng máy. Giá thì sẽ là 60.000 một chiếc. 60.000 cho một chiếc máy tỉa lông mũi mini như này. Có kèm cho các bác là một cáp sạc này, một cáp sạc và một con máy như này. Đấy, máy như này các bác nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật của thương hiệu Konka các bác này. Konka của Nhật nhá. Đấy. Và nó sẽ là dòng máy như này và dòng dùng để sạc pin nhá, dùng sạc pin đây. 3W này, công suất của nó là 3W. Các bác chỉ cần nhấp này là xong này. Đấy. Ở đây thì con này các bác dùng nó rất là tiện dụng, nó chỉ nhỏ bằng cái máy lửa như này thôi, nhỏ bằng cái máy lửa này thôi. Các bác có thể bỏ ba lô đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy tỉa lông mũi nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con máy tỉa lông mũi mini như này. Con này thì rất là nhỏ gọn và tiện dụng, các bác có thể mang theo đi du lịch, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng sạc pin về nhà thì các bác sạc vào cho em là xong. Đấy, dùng hết thì mình sạc pin vào cho em. Máy tỉa lông mũi mini, giá sẽ là máy tỉa lông mũi mini giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất mới, đó là cái đế nóng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đế nóng này. Đấy, con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn. Các bác có thể dùng để mình đun nấu và có cả điều chỉnh tăng giảm ở đây nhá. Tắt đi này và có cho các bác là 5 số luôn, 5 cấp số như này. Đấy, cái này của nó bằng gang này thì các bác có thể dùng để mình đun nấu hoặc là hãm trà hoặc là dùng để hãm trà các thứ đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác xem. Con này thì các bác cắm vào một lúc cái là nó sẽ nóng cái đế này lên luôn. Thì các bác có thể đặt lên trực tiếp để mình đun nấu các kiểu con này điều luôn. Đây, đấy nó sẽ có công tác điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, tắt đi thì nó sẽ tắt đèn này. Và bật lên các bác bật lên là đèn nó sẽ lên này. Thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2 cái thứ này. Đấy. Và cái này thì các bác cho vào là nó sẽ nóng luôn, nó là một cái mâm gang nhá. Nó sẽ là một cái mâm gang như này. Nóng luôn đấy, em vừa để cái là nó đã nóng rồi các bác nhá. Đấy, rất là nhanh luôn, nếu các bác để số mạnh là nó còn nóng nhanh hơn. Thì con này các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt. Đấy, đi đâu cũng được, công tác mình có thể dùng để mình đun nấu, nó như một cái mâm gang nhá, nó như một cái mâm gang, rất là tiện luôn. Lên cho em là đế nóng nhá, đế nóng, giá của nó sẽ là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây. Đấy, các bác có thể đun các cái loại xoong nồi các kiểu con đà điểu được luôn. Đấy, đun rồi các bác có thể dùng để mình chế biến pha trà các thứ cũng rất là ok. Đây em sẽ có cái video thực tế đây các bác này. Con này các bác có thể cho cả ấm sứ, ấm sành, ấm sứ lên đun được bình thường các bác nhá. Đấy, nó giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy, nó vừa giữ nóng cho các bác khi mà mùa đông mình hãm trà, pha trà các kiểu con đà điểu luôn, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 130.000 các bác nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đuôi hai chân nhá. Cái đuôi này nó sẽ là một cái dòng đuôi cảm ứng. Con này thì nó sẽ tiện hơn cái đuôi thường kia một chút. Cầm cái đuôi cả cái đuôi thường này. Con này nó sẽ tiện hơn cái đuôi cảm ứng thường một chút nhá. Con này là về nhà các bác không cần phải đấu nối đấu nủng gì cả. Về nhà thì nhà các bác đã có sẵn cái đuôi rồi. Đấy, có sẵn cái đuôi rồi. Các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi này cho em, xong xoáy quả bóng qua đây là nó sẽ cấp điện và dòng này nó sẽ là dòng cảm biến. Và nó sẽ có người đi đến thì nó sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Nó cũng có điều chỉnh thời gian sáng này và sáng ban ngày hay ban đêm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em đó là đuôi hai chân nhá. Đuôi hai chân giá sẽ là 60.000 cho một con đuôi hai chân như này. Nó cũng là dòng đuôi cảm biến như bình thường thôi. Nhưng mà em gọi nó khác tên đi để nó tránh cái việc là
nó tránh cái việc là bị trùng trùng tên các bác nhá. Đấy. Đây này. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Đấy. Khi đi gần đến, đèn sẽ tự động sáng, khi bạn đi qua, đèn sẽ tự động tắt. Lắp đặt một cái ở nhà bếp, lan can cầu thang hay hành lang bên ngoài nhà đều tiện lợi, vừa tiết kiệm điện, vừa sử dụng hiệu quả, rất tiện. Có cái này rồi, bạn có thể chuyển đổi bóng đèn thông thường ở nhà thành đèn cảm biến hồng ngoại. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Khi đi gần đến, đèn sẽ tự động sáng, khi bạn đi qua, đèn sẽ tự động tắt. Đó, rất tiện ích cho nhá. Lên máy giúp cho em đó là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái đuôi cảm ứng đây. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Con này thì em đang bán với cái giá là 60.000. Đợt này thì con này sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút. Giá của nó sẽ là 55k cho cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì về các bác phải đấu nối vào nguồn điện. Cái tính năng sử dụng thì nó cũng như con kia, cũng là có điều chỉnh ban ngày ban đêm và thời gian sáng. Ngoài ra thì về nhà các bác phải đấu nối trực tiếp thì nó sẽ mất công hơn một chút. Còn cái con đuôi hai chân kia thì về nhà các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi cũ của mình là xong. Con này thì các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 55k. Đuôi đèn cảm ứng này, đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 55k thôi, 55.000. Đấy, về cho các bác giá tốt hơn một chút, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Còn con này nó sẽ là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Thì con này nó tiện hơn, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, nhu cầu mục đích của các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cục lọc nước nhá. Đấy, cục lọc nước. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một cục lọc nước như này. Về nhà thì các bác có thể là bắt vào các cái nguồn cấp nước nhà mình. Ví dụ như là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi các cái nguồn nước mình lắp vào cho em thì nó sẽ giúp cho các bác là cái tính năng lọc nước, lọc cặn bã rất là tốt luôn. Đấy, thì ví dụ như nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của các bác, nguồn nước của mình mà hay bị bẩn thì các bác dùng con này cho em. Đấy, đây. Thì các bác lắp đặt vào sau đó thì nó sẽ lọc nước cho các bác rất là tốt nhá. Lên cho em là đuôi lọc nước. Các bác lên cho em là củ lọc nước nhá. Củ lọc nước giá của nó sẽ là 50k. 50.000 cho một củ lọc nước như này. Tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong hoặc là inbox qua cho em để em hỗ trợ nhé. Mang lọc là inbox 34. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Mình có thể xoáy ra để vệ sinh được các bác nhé. Mẹo nhỏ mà có thể giúp cho cái máy giặt của nhà các bác sử dụng được bền hơn nhé. Cặn bẩn nó là một cái yếu tố mà nó làm cho cái máy giặt của chúng ta sử dụng nó nhanh hỏng. Đó thì các bác có thể tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong của lại inbox cho em để em hỗ trợ nhé. Màng lọc này inbox 34. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là từ được làm từ titanium các bác này, titanium và các cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đây, vừa là vàng, vừa mạ vàng 18 carat thì vừa giúp cho các bác là vừa làm đồ trang sức, vừa giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đó, lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp này. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Lên cho em là vòng vàng này. Điều hòa huyết áp, giá sẽ là 40k một chiếc thôi. 40.000 một chiếc vòng vàng điều hòa huyết áp này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc áo. Lên cho em là khuy cúc áo này. Một hộp này của nó thì đầy đủ to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp khuy cúc áo như này. Đây. Đấy các bác này, rất đẹp luôn. Thì về nhà cúc áo cúc quần đều được hết nhá. Cúc áo cúc quần đều được hết này. Ở đây thì nó sẽ sẵn cho các bác là cả cúc này, các màu luôn. Cúc các màu và vít như này rồi. Ví dụ như quần áo các bác mà bị hỏng này, bị bong này, hoặc là các bác muốn cho nó nhỏ vào một chút này, thì các bác có thể dùng cái cúc này cho em. Nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp như này. Lên cho em là khuy cúc nhá. Khuy cúc áo, khuy cúc quần. Giá sẽ là 35.000 cho một hộp thôi. 35k cho một khuy cúc áo cúc quần như này. Cái này thì ứng dụng rất là đơn giản thôi. Nó có sẵn như này rồi. Về nhà các bác không cần phải dùng bằng kim khâu gì cả. Nó có sẵn ốc vít như này. Các bác về các bác bắt vít vào là trong. Cỡ nào thì các bác cũng bắt được hết nhá. Ở đồ ra đã có bộ dụng cụ đóng khuy cúc này. Cực kỳ tiện lợi luôn. Rất là tiện luôn các bác nhá. Từ giờ sẽ không phải lắp pin bấm cúc. Thì rất là tiện luôn các bác. Chỉ cần là bắt vít vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay.
Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một con đèn cầm tay như này, 100k nhé. Con này thì rất là tiện luôn. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái cáp sạc này. Đấy, và có tấm pin năng lượng mặt trời đây, có tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, và có chân sạc ra cho điện thoại luôn, chân sạc ra cho điện thoại hết pin các bác dùng để sạc cho em. Có báo pin nhá. Đầu tiên nó sẽ có một cái đèn cầu lồi như này, tiếp theo là đến một cái giải LED hai bên như này. Và tiếp theo nữa là một cái đèn pha khá là rọi luôn, đèn pha khá là rọi nhá. Rọi khá là xa luôn đấy các bạn. Đó, một con đèn pha như này. Đấy, tổng của nó sẽ là có 3 đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời đằng sau như này. Giá thì chỉ có cho các bác là một con đèn cầm tay như này, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Bên mã giúp cho em là đèn cầm tay, giá của nó sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo này. Bên mã giúp cho em đó là đuôi lò xo, một con đuôi lò xo như này giá sẽ là 35.000. Đấy, 35.000. Thì đây, em mô phỏng lại cái đuôi hai chân thì về nhà các bác. Nhà các bác có sẵn cái đuôi này rồi, các bác chỉ cần bắt vào đây cho em này. Sau đó thì mình bắt cái quả bóng ra đây, bắt quả bóng ra đây. Thì khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt. Đấy, rất tiện ích nhá. Con đuôi lò xo này thì sẽ là 35.000. Còn cái con đuôi hai chân này thì nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho con đuôi hai chân như này. Con đuôi lò xo này là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo, con này thì bên shop đang thanh lý, giá cực tốt cho bác luôn, chỉ có 30k thôi, 30k trong con đèn cúc áo như này, siêu sáng luôn các bác này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, con này thì giá thanh lý cho bác chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo siêu sáng luôn, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Đấy, có nam châm hít rồi, có chức năng khui bia các thứ luôn. Tiếp theo là cái tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít vạn năng. Đây, tô vít vạn năng như này. Đấy, con này thì 8 trong 1 luôn. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt này. Các bác không thích dùng đầu dẹt thì mình lại dùng cái đầu tròn như này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ. Và các bác thấy không? Tiện không? Rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một con vít mini như này nữa này. Đấy, một con vít mini, hàng siêu nhỏ như này. Hàng siêu nhỏ như này để các bác dùng cho các cái loại ốc mini, ốc nhỏ đấy thì cũng rất là ok nhá. Và có một đầu dẹt, một đầu tròn. Các bác có thể đảo chiều để sử dụng đầu dẹt, đầu tròn cho em. Đó. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con tô vít vạn năng như này nhá. 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu túi nhá. Mẫu túi đây. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em đó là túi nam nhá. Túi nam. Con này thì nó sẽ là một cái túi rất là tiện ích để các bác có thể dùng đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều được hết nhá. Đây. Lên mã giúp cho em là túi nam này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải dù quân đội nhá. Vải dù quân đội có quai đeo, quai sách như này. Chiều cao thì vào khoảng trên 20, chiều rộng 20. Và khi mà các bác mở rộng ra thì nó sẽ là vào khoảng 10cm. Con này thì rất là tiện luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt này. Ở trong có một ngăn phụ này. Đấy, tiếp theo là các cái ngăn nhỏ bên ngoài nữa. Con này thì dùng rất là thích luôn. Đấy, rất thích luôn các bạn. Đây, ngăn phụ bên sau nữa này. Con này thì xịn sò lắm, xịn sò con bò luôn các bạn này. Đấy, xịn sò con bò. Các bác bỏ được khá nhiều đồ luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một con túi nam như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam, giá sẽ là 110.000. Đó, lên cho em là túi nam này. Đây. Túi nam. Giá sẽ là 110k nhá. 110k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bao lô da như này. Bao lô da như này các bác này. Đấy, bao lô da. Thì nó có màu đen và màu xanh như này nhá. Màu đen và màu xanh như này. Thì màu nó cũng na ná như nhau thôi. Một con bao lô da cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác này. Đấy, bao lô da nhá. Rất chất lượng xịn sò luôn. Đấy. Hàng thì khá là rộng luôn. Chiều ngang của nó thì vào chiều dài khoảng 50, chiều rộng thì vào khoảng là 25 và chiều cao thì vào khoảng là 30 nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng nhá. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng. Đấy. Và có cho các bác là một cái ngăn bên hông như này để mình đựng giày dép vào đây. Đấy, đôi giày, đôi dép các bác đút vào đây cho em. Rất là tiện ích luôn nhá. Đôi giày, đôi dép đút vào đây. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Ba lô da. Giá thì lên mã giúp cho em là bao lô da nhá. Giá sẽ là 125.000 một chiếc. 125.000 cho một con bao lô da hàng của hãng đẹp như này. Đấy, mua về để đi du lịch này hoặc là các bác đựng đồ, đựng quần áo ở nhà cũng rất là ok luôn. 125k cho một con bao lô da như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Hàng thì khá đẹp và tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Đây, thì combo của nó sẽ là bao gồm một đốc sạc và 4 viên pin như này. Một đốc sạc và 4 viên pin như này. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 65k nhá. Pin này của nó sẽ là dòng pin đồng hồ nhá. Dòng pin này của nó sẽ là pin đồng hồ. Đấy, pin đồng hồ cho các bác sử dụng như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Đó, lắp vào đây cho em. Đốc sạc pin đồng hồ giá sẽ là 65k.
Đấy, 65k nhá. Con này thì ngoài lắp pin đồng hồ thì các bác có thể dùng để trong sử dụng để làm lắp vào mic karaoke thì cũng ok. Tiếp theo là vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh như này. Đấy, màu cam và màu xanh, cho nên bên em lên nó là vòi cam xanh. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con vòi cam xanh như này. Ở đây nó sẽ là một con vòi rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, vòi cam xanh rất tiện ích luôn. Có hai đường nước nhá, một hai đường nước như này. Các bác có thể xoáy điều chỉnh tùy chỉnh nhá. Có hai đường nước rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên cho em là vòi cam xanh nhá. Giá sẽ là 50 cành cho một cái bộ vòi cam xanh như này. Đây, đầu kết nối bằng đồng này, có hai đường nước cho các bác điều chỉnh này, có ren xoáy, ren siếc các thứ đàng hoàng và có các cái nguồn kết nối rất ok. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Lên cho em là vòi cam xanh. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên shop tiếp tục về cho các bác trong ngày hôm nay. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đèn dầu nhá. Các bác lên cho em là đèn. Con này có phải đèn dầu không? Các bác lên cho em là đèn dầu nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dạng giả cổ rất là đẹp luôn. Các bác có thể vừa dùng để co trang trí, vừa dùng để mình sử dụng luôn. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cái phần để các bác châm dầu vào đây cho em này, châm dầu vào đây cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Con này thì giá rất tốt nhá, chỉ có 130.000 cho một con đèn dầu như này thôi. Về nhà thì các bác châm dầu hỏa vào mình sử dụng thôi. Ở đây nó sẽ có sẵn bấc cho các bác rồi. Đây, có sẵn cái bấc này các bác này. Các bác có thể tăng giảm bấc ở đây nhá, tăng giảm bấc ở đây, rất tiện luôn. Đấy, và khi mình châm thì mình có thể là nhấc cái này ra để mình châm này, hoặc các bác có thể xoáy trực tiếp được. Lên cho em là đèn dầu, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu này. Đó. Đèn dầu giá sẽ là 130k, 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi chéo dàn di nhá. Túi chéo thì bên em có hai mẫu, đó là túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Đó. Dàn di thì nó cũng về hai màu dàn di như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ là hai màu dàn di như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Con này thì các bác có thể mua để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh, điện thoại, giấy tờ, ví tiền. Đấy, các bác đựng ở cái ngăn đằng trước này rất là ngon luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một ngăn bé đằng trước này và một ngăn to này. Đấy, một ngăn to. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40 cành thôi nhá. Giá chỉ có cho các bác là 40 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là túi chéo dàn di nhá. Túi chéo dàn di. Chiều cao của nó thì vào khoảng 30 và chiều rộng khoảng 20. Đấy, con này thì các bác lên cho em là túi chéo dàn di. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy. Lên cho em là túi chéo dàn di này. Túi chéo dàn di nhá. Dàn di giá sẽ là 40k một chiếc. 40k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái mẫu túi chéo da bò này. Đấy. Túi chéo bằng da bò như này. Và có cho các bác là bỏ ra đây luôn để quay. Và có cho các bác là hai màu, màu xám như này. Đấy, màu xám như này và màu xanh, màu xám và màu xanh. Giá thì sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một cái con túi chéo da bò như này. Chất liệu của nó thì bằng da bò tự nhiên nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đấy em cào cũng không bị gì luôn đây các bác nhá. Đây, đây. Đấy, đây, con này. Các bác thấy chưa? Đấy, cái phần này thì bằng inox rất là sắc luôn, mà cào vào cũng không có hề hấn gì các bác nhá. Đấy các bác thấy chưa? Nó không có hề hấn gì luôn, không có một vết xước luôn. Chất liệu bằng da bò tự nhiên, về nhà em bao các bác test đốt thoải mái luôn nhá. Test đốt thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Lên mã giúp cho em đó là túi chéo da bò nhá. Túi chéo da bò. Da bò giá sẽ là 140k một chiếc nhá. 140.000 cho một em túi chéo da bò. Đấy. Thì kích thước thì nó sẽ là ná ná như nhau. Đấy, nhưng mà nó khác nhau nhá. Đấy, nó khác nhau về một cái dòng là chất liệu là bằng da bò tự nhiên. Còn một dòng là nó sẽ là bằng hàng vải thô quân đội như này, cũng rất là bền đẹp và nhẹ, chắc chắn. Đấy, quay đeo như này rất là tiện ích luôn. Đấy, túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Tiếp theo thì bên shop về được một ít cái máy đồng hồ các bác này. Đấy, một cái máy đồng hồ như này các bác nhá. Đấy, máy đồng hồ như này. Về nhà thì các bác lắp kim vào cho em. Bên em sẽ gửi kèm cho các bác là cả lẫy kim các thứ, về nhà các bác lắp vào cho em. Lắp kim thì nói chung là các bác là thợ hoặc là bên tháo ra thì sửa chữa thì các bác biết rồi. Đấy. Một con máy đồng hồ như này nó chạy bằng pin đồng hồ nhá, chạy pin đồng hồ bình thường. Thì nhà các bác đồng hồ bị hỏng thì các bác có thể dùng để mình thay tháo cho em. Dùng để mình thay tháo cho em rất là tiện nhá. Lên cho em là máy đồng hồ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái máy đồng hồ như này. Đấy, nó sẽ có sẵn cho các bác là kim này. Đấy, kim đây. Đấy, em sẽ gửi sẵn kim cho các bác luôn. Đấy, đủ 3 kim. Kim giờ, kim phút và kim giây nhá. Kim giờ, kim phút, kim giây. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó.
lên mã giúp cho em, đó là máy đồng hồ. Các bác lên cho em là máy đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc. Cái này thì bên em bán là không có kèm pin đâu. Về nhà các bác tự lấy pin nhà mình thôi. Lên cho em là máy đồng hồ 40k. Đây. Đấy, máy đồng hồ 40.000 các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhẫn mạ vàng này. Đấy, lên cho em là nhẫn vàng. Con này thì nó sẽ là dòng vàng 18 carat, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng thép, thép của nó là thép trắng không gỉ và mạ vàng. Ở đây thì nó sẽ là thuộc cái dòng là cơ chế là bóp vào như này được này. Đấy, thì tay to tay nhỏ các bác chỉ cần bóp vào như này cho em là xong. Đấy, sau đó thì mình đeo vào. Rất đẹp luôn. Đó các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Đó. Vàng của nó là mạ vàng 18 carat nhá. Mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Đeo vào rất là đẹp luôn, hình con rồng này. Hình con rồng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn vàng. Giá thì chỉ có 20.000 cho một cái nhẫn vàng như này thôi. 20k cho một chiếc nhẫn vàng như này. Đấy, nhẫn vàng hình con rồng, cực kỳ tài lộc cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là hút tài lộc cho các bác luôn nhá. Lên cho em là nhẫn vàng con rồng. Giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo, hàng của Mỹ. Đấy, thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, USA này, hàng của Mỹ USA đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc, màu vàng và màu bạc như này. Giá thì sẽ là 95k nhá. 95k cho một con bật lửa Zippo như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện. Chưa qua sử dụng, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. 95.000 một chiếc thôi nhá. Đấy. Về nhà thì các bác sử dụng xăng thơm cho em. Đây. Đấy, đây các bác này, còn nguyên tem này các bác. Đấy, còn nguyên tem này. Đấy các bác theo, đây. Đấy, bật lửa Zippo nhá, cực kỳ ngon luôn. USA American, hàng của Mỹ nhá. Đấy, hàng của Mỹ, cực kỳ chất luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo, giá sẽ là 95.000 một chiếc. Đó, 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, made in USA con này, made in USA. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món này. Giá sẽ là 25k. Sản phẩm sẽ bao gồm là một con nạo to, thì con này sẽ bao gồm là một nạo sợi, một nạo vỏ này, một con nạo nhỏ này. Con này thì có cái đầu để các bác khoáy cái phần sâu này, và một con dao như này. Con dao nhọn này các bác dùng để làm lòng gà, lòng gà, rồi làm cá, rồi các bác có thể nhổ lông gà, lông gan, lông vịt ở cái phần nhíp ở đây. Rất tiện ích luôn. Combo cho các bác một cái bộ nạo 3 món như này. Giá thì chỉ có 25k thôi. 25.000 cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, nó là cái vòi vàng đây. Đầu này nó sẽ làm cái đầu vòi như này, thì các bác có thể xoáy để mình điều chỉnh này. Đấy, xoáy để điều chỉnh các cái chế độ nước khác nhau các bác nhá. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là chế độ để các bác xoáy vào đầu nguồn nước nhà mình này, và có cho các bác chế độ đó là ngoắt nghéo này. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh ngoắt nghéo như này thì rất là tiện. Con này thì các bác lên cho em là vòi vàng. Giá sẽ là vòi vàng bắt tiền đấy nhỉ. Các bác lên mã giúp cho em là vòi vàng nhá. Giá sẽ là 35.000. Lên mã giúp cho em là vòi vàng, giá sẽ là 35.000 cho một con vòi vàng như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, có thể ngoắt nghéo. Các bác chỉ về chỉ cần nó có đầu gioăng đây rồi. Có cái đầu gioăng gen xoáy rồi các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình là xong. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh như này. Được, ok.